Đọc truyện Thứ nữ hữu độc Tác giả Tần giảng Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 181 Nợ máu trả bằng máu Nguyên dục lúc đó chỉ là nhất thời tức giận, liền sai người đập phá tất cả thuyền hoa, ai ngờ phía trên thuyền hoa đã sớm an bài hộ vệ không hề hợp lý nhưng những người đó lại nghe theo mệnh lệnh của xuất vân mà động thủ với hắn việc này quả thực là khó bề tưởng tượng lúc xung đột đương hồi kịch liệt bỗng nhiên sau gáy hắn bị người ta đánh một cái thật mạnh rơi xuống nước hắn ở dưới sông đã uống rất nhiều nước vốn là cả người sẽ phải nổi lên nhưng không biết thế nào mà lại bị hai bàn tay lạnh băng kéo mạnh xuống dưới hắn liều mạng dãy dụa trước mắt rất nhanh chỉ còn một mảng đen tối. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong cơn mê tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện mình đang bị giam ở trong một cái nhà lao, hơn nữa mặt kệ hắn chửi bới, cầu khẩn như thế nào, đều không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Đầu tiên hắn cho rằng người bắt cóc hắn rất nhanh sẽ xuất hiện, nhưng sau đó mới phát hiện rằng, hắn dường như là đã bị mọi người lãng quên, căn bản là chưa từng có người tới nơi này, mỗi ngày vào giờ cố định đều có một lão nhân câm biết trong coi đưa tới một chén nước trong phải dựa vào chén nước này hắn mới có thể sống quá vài ngày. Trung quanh nơi này yên tĩnh không có một chút âm thanh nào. Thanh sắc quyển mã cùng cẩm y ngọc thực ngày ngày hắn hưởng thụ từng màn từng màn hiện lên trong đầu hắn nhưng vừa mở mắt trước mắt hắn lại là một bức tường lạnh như băng. Hắn bi thương phát hiện ra rằng mình chính là đang đi tới cận kề cái chết. Không biết là đã qua bao nhiêu ngày. Cả ngục giam lần đầu mới sáng lên. Ngay sau đó, có tiếng bước chân trên bậc thang vang lên, Nguyên Dục mở mắt ra. Nhìn thấy một đôi giày theo Khảm Nam Trân Châu, dường như không hề bị nhiễm bẩn bởi trần thế. Tầm mắt của hắn từ từ di chuyển lên trên, một bộ xiêm y màu lam nhạt, một cái cổ trắng noãn, cuối cùng chính là một đôi mắt sâu như miệng giếng cổ. Cả đời này, hắn đều sẽ không bao giờ quên được đôi mắt này. Quả nhiên là ngươi. Nguyên Dục mở miệng, lúc này hắn cũng mới phát hiện tiếng nói của mình khàn khàn thật đáng sợ. Hắn sớm nên nghĩ đến, Lý Vị Ương đã thiết kế hãm hại hắn. Đúng vậy, hắn đã uy hiếp an toàn của nàng. Biết rõ quá khứ của nàng, nàng làm sao có thể bỏ qua cho hắn đây? Trước đó ở trong yến hội nàng làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, căn bản chính là ở chỗ này chờ hắn hành động. Lý Vị Ương cười cười, nói, thế nào, nhìn thấy ta không vui sao? A, à, ta hiểu rồi, có lẽ Yến Vương Điện Hạ không thích nơi này sao? Nàng vừa nói như vậy, Nguyên Dục mới lần đầu tiên nhìn thật rõ nơi mình đang ở, đây là một nhà lao rất trống trải, nơi nơi âm u ẩm ướt, bên ngoài treo đầy hình cụ, mặt trên loang lỗ vết máu. Trong không khí sọc lên mùi mốt meo cùng tanh hôi làm cho người ta khó có thể chịu được. Khi hắn chưa nhìn thấy, chưa cảm thấy hoàn cảnh này đáng sợ tới cỡ nào, hiện tại nhìn rõ ràng mọi thứ càng phát ra cảm giác sợ nổi cả da gà ngay sau đó hắn đột nhiên ý thức được đây là nơi nào sau đó giận dữ nói ngươi điên rồi sao ông trời ơi hắn lại bị nhốt ở địa lao vương phủ mấy ngày vừa qua hắn căn bản cũng không có ý thức được việc này ai sẽ nghĩ tới đây là chỗ nhốt hắn điều này sao có thể lý vị ương này quả thực điên rồi lý vị ương nhẹ nhàng cười rộ lên chậm rãi nói, Yến Vương Điện Hạ, nơi này chính là một tay ngươi sáng tạo nên, hiện tại lại dùng để giam giữ chính ngươi, thật sự là có ý tứ phải không? Nguyên Dục lao lên phía trước, bắt lấy hàng song sắc lạnh ngắt, thả ta ra. Thả ta ra ngay. Ngươi giam giữ ta, người người đều biết sẽ bị xử lý như thế nào. Ngươi sẽ bị xử tử. Có nghe thấy không Lý Vị Ương, ngươi thực sự điên rồi sao? Lý Vị Ương thở dài, Nguyên dục lúc trước xây dựng địa lao này dùng để giam giữ những người dám cả gan phản kháng hắn. Hay nói đúng hơn, là thay bùi hoàng hậu bí mật trừ bỏ đám người không muốn nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng, hắn sẽ có ngày trở thành người bị thẩm lý và phán quyết, lại bị nhốt trong chính nơi đây, nhân sinh thật sự là một hồi tuyệt diệu đầy châm chọc, không phải sao? Nàng nhìn nguyên dục, khuôn mặt vốn so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn mấy phần đã thấy một sự biến đổi cực lớn, trông ra đã vô cùng gầy gò, quần áo rách nát, hơi thở suy nhược, khiến cho hắn nhìn qua phá lệ suy sụp tinh thần. Quan trọng hơn là, bởi vì đã quá mức sợ hãi, trong mắt hắn hào quang đều đã bị mài phẳng, so với cái dáng vẻ yến vương anh tuấn tiêu sái trước đây quả thực như một người hoàn toàn khác. Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh của một nữ nhân khác vang lên, nguyên dục, người đem nhốt ngươi ở tại nơi này chính là ta. Trong ánh lửa lay động bên dưới, Vĩnh Ninh công chúa từ một bên bước ra, trên mặt nàng mang theo một tia đắc thắng mà mỉm cười, mắt lạnh nhìn Nguyên Dục đang phải chịu khổ sở. Nguyên Dục giận dữ nói, Vĩnh Ninh, là ngươi phản bội ta. Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh một tiếng, nói, ta một lòng gả cho ngươi, theo chân ngươi từ ngàn dặm xa xôi đi tới Việt Tây này, ngươi đã hồi báo ta như thế nào? Ngươi chẳng những làm nhục nữ quan của ta, thậm chí còn hại ta sinh non, như vậy còn chưa đủ, ngươi còn xui khiến những ả trắc phi kia gây khó dễ làm cho ta phải vào tránh tại Amnico. Ngươi nói ta làm sao bỏ qua cho ngươi được đây? Nàng đường đường là công chúa của một nước, trên người chảy dòng máu cao quý, sao có thể chấp nhận được những thương tổn chấp nhận để người khác lừa dối vũ nhục nàng? Nguyên dục một lần hai lần mưu tính lừa gạt nàng, đem nàng trở thành một kẻ ngốc đùa dẫn xoay quanh, nàng làm sao có thể buông tha cho hắn đây? Nguyên Dục không dám tin nhìn Vĩnh Ninh, hắn vô luận thế nào cũng không thể lý giải, Vĩnh Ninh công chúa như vậy thực sự đã phản bội hắn. Nàng rõ ràng chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn, tùy ý hắn bóp méo nắng tròn trong lòng bàn tay, tại sao lại có thể biến thành bộ dáng như thế này đây? Hắn tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, sắc mắt đại biến gục ở bên cạnh song cửa, bỗng chốc tràn đầy nước mắt, Vĩnh Ninh. Nàng hãy cứu ta. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi nàng tha thứ cho ta đi từ nay về sau ta nhất định sẽ không bao giờ chọc giận nàng nữa nàng muốn ta như thế nào ta sẽ làm như thế ta có thể vì nàng mà đuổi tất cả những thị thiếp cùng trắc phi kia về sau tuyệt đối sẽ không lại gần tất cả những nữ nhân khác ngoài nàng nàng hãy nói với lý vị ương bỏ qua cho ta đi vĩnh ninh chấn động nàng không thể nghĩ tới hắn nói khóc liền khóc không chút nào cảm thấy mất mặt lý vị ương thở dài nói Kiến vương điện hạ. Ngươi diễn trò, công phu thật sự là tốt lắm. Nguyên dục đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, Lý Vị Ương, đều là ngươi, là ngươi lừa gạt Vĩnh Ninh, là ngươi phá hoại tình cảm phu thê của chúng ta, chính là ngươi đã mưu kế hết thảy. Nói xong, hắn quay đầu hướng Vĩnh Ninh công chúa, khuôn mặt tràn đầy cầu khẩn, Vĩnh Ninh, làm sao nàng lại đi tin lời người ngoài đến hại ta? Chẳng lẽ nàng quên rồi sao? chúng ta chính là một đôi phu thê. Chẳng lẽ nàng cam tâm muốn tiếp tục làm quả phụ một lần nữa sao? Lý Vị Ương nở một nụ cười khe khẽ. Nói, Yến Vương Điện Hạ, Vĩnh Ninh Công Chúa đã làm quả phụ lần thứ hai rồi, chẳng nhẽ ngươi ở trong địa lao, không nghe thấy bên ngoài đang mở tan sự hay sao? Yến Vương Nguyên Dục trở nên hoảng sợ, hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, lại nhìn qua khuôn mặt chưa từng động dung của Vĩnh Ninh Công Chúa, hắn thực đã hiểu một chút ý tứ của đối phương đã làm quả phụ lần thứ hai lời này ý là rất nhanh trên mặt hắn trắng bệch không còn một tia huyết sắc các ngươi các ngươi đã các ngươi dám làm như vậy sao nguyên dục chỉ tay vào hai người họ hoảng sợ nói không ra lời lý vị ương cười như không cười nhìn hắn như thế nào điện hạ sợ sao nguyên dục khuôn mặt bấy giờ hoàn toàn vặn vẹo bọn họ dám bị đặt tin hắn đã chết cũng có nghĩa là, bọn họ tin rằng hắn không có biện pháp nào còn sống mà nhìn thấy Thái Dương, trên đời này từ giờ về sau, không bao giờ có Yến Vương nguyên dục này nữa. Hắn mở lớn miệng, muốn nói lại thôi. Lý Vị Ương biết hắn muốn hỏi cái gì, vì thế nói, Yến Vương Điện Hạ mất tích ở dưới nước ba ngày, liền sau đó có người ở trên sông tìm thấy thi thể. Nguyên dục lẩm bẩm, nhưng ta vẫn còn sống. Đúng vậy, ngươi còn sống, chỉ là ở đại đô này mọi người đều nhận định là ngươi đã chết, hơn nữa, toàn thân bị nước ngấm không thể nào nhận ra bộ dạng được nữa. Lý vị ương nhẹ nhàng nói, ngữ khí hết sức bình tĩnh. Nguyên dục thân thể thực sự chấn động, nhưng dường như hắn không thể nào chấp nhận được sự thật đó, gương mặt trở nên một mảnh tro tàn, bùi hoàng hậu sẽ không tin điều đó, người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý vị ương mỉm cười. Nói, không, hoàng hậu sẽ tin tưởng, Yến Vương Điện Hạ ái mộ xuất vân kia như vậy, lại không biết người thực sự đứng sau nàng là ai sao. Nguyên Dục nhìn chầm chầm Lý Vị Ương, mơ hồ đã nhận ra một điều gì đó không hợp lý. Rất nhiều manh mối phụ hiện lên trong đầu hắn, xác thực xuất vân lúc ấy rõ là đang ở đó chờ người tới, lại không phải là đang đợi hắn, như vậy, Lý Vị Ương chính là biết điểm này mới cố ý nói Vĩnh Ninh công chúa lấy cớ hẹn hắn đi ra ngoài mượn cơ hội mà khởi tạo mâu thuẫn. Nhưng xuất vân kia bất quá chỉ là một ca cơ nho nhỏ, ngay cả khi có vô số người không tiếc bỏ ra số tiền lớn để thổi phòng nàng, nàng cũng không có can đảm công khai cự tuyệt hắn, chứ đừng nói tới hạ lệnh cho những hộ vệ kia động thủ. Điều này có thể chứng minh là, người đứng đằng sau xuất vân kia, quyền thế vượt trên cả hắn. Ở đại đô này, người như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay lý vị ương nhìn thấy vẻ mặt khác thường của nguyên dục phản phất có ý tốt chỉ điểm nói trưởng tử bùi hậu ung văn thái tử điện hạ kia chính là người xuất vân tiểu thư nhập mạc chi tân thế nào hiến vương điện hạ là thân tín của bùi hậu lại không hề biết điều này sao nguyên dục bỗng nhiên biến sắc vừa rồi chỉ là khiếp sợ thoáng qua tới giờ đã thấy rét lạnh thấu xương bùi hoàng hậu kể từ sau sự cố diễn ra ở đại lịch đã không còn trọng dụng hắn hơn nữa hắn lại cưới một công chúa của đại lịch bùi hậu tất nhiên là có chỗ không vui thái tử ung văn vì thế đối với hắn lại càng lạnh nhạt nếu xuất vân thật sự là nhân tình của thái tử hắn trước đây nhất định sẽ biết rõ thế nhưng bây giờ hắn lại có thể bỏ qua một tin tức trọng yếu như vậy vĩnh ninh công chúa cười lạnh nói ngươi không cần quá kinh ngạc như vậy cũng là vì xuất vân kia xuất thân thấp hèn ngay cả làm hồng nhan tri kỷ của thái tử đều không đúng quy cách thái tử tự nhiên cũng sẽ không phô trương việc này, càng thêm sẽ không muốn nói với một người vô dụng như ngươi. Kỳ thật, ngay chính nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao Lý Vị Ương lại có thể biết được tin tức trọng yếu như vậy? Nàng quả thực cũng không rõ. Lý Vị Ương bên môi nở một nụ cười làm mọi người nhìn qua nhất thời trong lòng thấy lạnh buốt. điện hạ, ngươi muốn biết tại sao ta lại phát hiện ra điều bí mật này sao? Nguyên dục nhìn chầm chầm Lý Vị Ương, ánh mắt hắn vô cùng hung ác, phản phất như muốn xé nàng ra thành trăm mảnh. Lý vị ương cười nhạt, lơ đỉnh nói, ngày đó sau khi biểu diễn tại yến hội của ta xong, chính mắt ta đã nhìn thấy trên người xuất vân rơi ra một cái túi hương, vốn là một việc rất bình thường. Nhưng nàng có vẻ rất khẩn trương, lập tức đem giấu túi hương đó đi. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có đặc biệt lưu ý, cho tới khi nha đầu bên cạnh ta nói rằng trên túi hương của xuất vân có theo một dấu thái dương ta đột nhiên nhớ tới, dấu này, hẳn là thuộc hoàng thất Việt Tây, xuất vân theo một cái túi hương đẹp như vậy, tất nhiên là muốn tặng cho một thành viên nào đó của hoàng thất. Nhưng nếu xuất vân cùng thành viên hoàng thất nào đó qua lại với nhau, chẳng qua chỉ truyền ra ngoài là chuyện tình ông bướm, cũng là một chuyện tốt. Nhưng nàng vẫn luôn tự xưng là một thanh quan, chưa bao giờ tiết lộ với bên ngoài tình nhân bí mật của mình, duy chỉ có một khả năng là thân phận của nàng quá thấp, leo lên trên với đối phương, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của hắn. Người này là ai, miêu tả như vậy cũng đủ sinh động không phải sao? Từ lúc Lý Vị Ương đến Đại Đô, nàng đã điều tra cẩn thận những người trong Hoàng thất Việt Tây, cả Bùi Hậu và trưởng tử yêu quý của bà ta Ung Văn Thái Tử. Nếu nói Thái Tử Đại Lịch được tất cả mọi người trong Hoàng thất một mực che chở, thì vị Thái Tử Việt Tây này lại có một con đường hoàn toàn khác. Bùi hoàng hậu hết mực cưng chiều nữ nhi, nhưng đối với ung văn thái tử lại quản giáo hết sức nghiêm khắc. Ung văn thái tử từ lúc 5 tuổi theo hoàng đế đi săn, lần đầu tiên bắn ra năm mũi tên trúng một con diều hâu và bốn con thỏ, trong khi những hài nhi khác ở độ tuổi này thậm chí ngay cả cung tên còn chưa thể kéo ra. Nếu vẻn vẹn như thế, ung văn thái tử bất quá cũng chỉ là một tên võ biền, nhưng hắn vừa được 8 tuổi, mặc kệ là kinh, sử, tử hay chư tử bách gia, không gì không giỏi không gì không biết. Chẳng những nói năng ôn nhã trong sáng, càng chăm chỉ đến người bình thường khó có thể sánh được trình độ của hắn, tục truyền thư pháp của hắn, bác thể đều tinh thông, như thiết hoạch ngân câu, Mỹ phải khó có thể hình dung. Không chỉ như vậy, vị thái tử điện hạ này đối với chính bản thân mình còn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đến thường nhân không thể làm được, trong phủ của hắn ngoại trừ thái tử phi cùng những trắc phi mà hoàng đế ban cho, chưa từng nạp thêm Mỹ thiếp, cũng chưa bao giờ lưu lại bất kỳ điểm nhơ nào. Trên đời này hoàn toàn không thể có một người hoàng mỹ, ung văn thái tử càng biểu hiện là một người hoàn hảo, Lý Vị Ương càng thấy hắn chính là che đậy quá cẩn thận. Bản thân khắc chế được cực điểm, phản nguyện lại càng mãnh liệt. Hắn không thu nạp mỹ thiếp, không gần nữ sắc, không phải là hắn không thích mỹ nhân, cũng không phải là hắn si tình với thái tử phi, mà chính là đối với ngôi vị hoàng đế kia khát vọng đã vượt qua hết thảy, hoặc có thể nói là hắn bảo vệ hình tượng hoàng mỹ của mình đã đạt tới trình độ gần như vặn vẹo mà bấy giờ từ trên người xuất vân nàng mơ hồ thấy được manh mối trong đó hắn một bên tạo ra hình ảnh chuyên cần chính vụ không tham nữ sắc một bên qua lại cùng nữ tử thanh lâu nếu tin này bị truyền ra ngoài công sức nhiều năm của hắn đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mọi người sẽ cảm thấy vị thái tử này chẳng qua là một ngụy quân tử vậy là đối với những hành động khác của hắn cũng sẽ sinh thêm nghi ngờ cho nên thái tử tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào biết được bí mật này nhưng một người làm việc càng bí ẩn lại càng dễ bị người ta phát hiện hắn là một người rất thông minh cho nên những lúc gặp mặt đều chọn nơi thật đông người đến lúc đó chỉ cần cải trang một chút ai sẽ nghĩ tới người đêm tối nghênh ngang đi đến thuyền của xuất vân lại là người từ trước tới nay không hề giao du với tầng lâu sở quán này chứ nguyên nhân là như thế bùi hoàng hậu phải bảo vệ con trai yêu quý của mình đương nhiên sẽ không cho phép sinh ra tin đồn cho nên bà biết được nguyên dục chết trên thuyền với xuất vân kia có liên quan với nhau lập tức sẽ điều tra xuất vân không thể không phát hiện ra mối liên hệ giữa nàng ta và ung văn thái tử cứ như vậy bà tuyệt đối sẽ không để cho xuất vân kia xuất hiện trước mặt mọi người mà kể từ lúc đó xuất vân liền mai danh ẩn tích dường như bốc hơi khỏi nhân gian Đương nhiên không thể loại trừ một khả năng, ung văn che giấu hành vi của mình, lặng lẽ đưa xuất vân rời khỏi đại đô, thoát khỏi mí mắt bùi hoàng hậu. Mặc kệ là loại nào, xuất vân đều sẽ không thể xuất hiện trước công chúng được nữa, càng thêm không để chuyện khác phát sinh. Lý vị ương, từ lúc bắt đầu ngươi đã biết được xuất vân cùng thái tử có quan hệ với nhau, hơn nữa cố ý gài bẫy ta vào trong ván cờ này, bởi vì ngươi biết rõ hoàng hậu vì che giấu bí mật của thái tử, sẽ không truy cứu chuyện này nữa lý vị ương thản nhiên nói nói quả không sai nguyên dục phải chết cho dù là vì danh dự của thái tử nguyên dục quể oải lùi xuống hồi lâu tự lẩm bẩm ngươi quả nhiên là một nữ nhân tâm địa cây độc hắn nói không hề sai điểm nào lý vị ương mỉm cười a à. ngươi nói là tưởng nam sao nguyên dục ngẩng đầu mạnh nhìn chằm chằm nàng ngươi cũng đã biết hắn ở đại đô Ánh mắt Lý Vị Ương không có lấy một tia tình cảm, đúng vậy, ta chính mắt thấy hắn xuất hiện bên cạnh ngươi, Yến Vương, các ngươi thật là đã làm được nhiều chuyện tốt. Nguyên dục cả kinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Vi Ương cười phủi phủi tay áo, chậm rãi nói, các ngươi giết mẫu thân ta, giết tổ mẫu ta, giết tâm phúc của ta. Những việc này, ngươi đã quên rồi sao? Nguyên dục hắc hắc cười một tiếng. Nói, ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ những người nhà ngươi thì liên quan gì đến ta ta khi đó đang ở việt tây khi đó tự cho là thần không biết quỷ không hay lại nói hắn căn bản sớm đã biết người lý gia khi nào thì bị hại lý vị ương cười lạnh một tiếng nói đúng vậy ngươi lúc đó đang ở việt tây có thể chuyện này ngươi tưởng nam bùi hoàng hậu nhất định đều là người chứng kiến ngươi đã tham dự vào mặc dù không phải là chủ mưu cũng chính là đồng lõa. Nguyên dục nhìn khuôn mặt của Lý Vị Ương. Trong lòng sự kinh hãi ngày càng lớn biến thành một cái hố đen thật lớn nuốt trôi hết dũng khí của hắn. Hắn hy vọng cũng còn một chút tôn nghiêm cuối cùng, cho dù là chết, cũng chịu ít nhục nhã. Nhưng đối mặt với Lý Vị Ương, hắn căn bản là muốn chết cũng không dám nói lên lời. Hắn càng nói là muốn chết, người kia sẽ càng không để cho hắn chết. Điểm này, lòng hắn vẫn thực sự hiểu được, bởi vì Lý Vị Ương là người có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha hắn. Lý Vị Ương thấy hắn hoảng sợ. Ngân Nga nói, ôm tiểu lâu, ngươi nói nên xử trí hắn như thế nào đây? Trong bóng tối, một nam nhân trẻ tuổi Tuấn Mỹ bước ra, hắn nhìn chầm chầm vào căn phòng giam nguyên dục, trên mặt mang theo một nụ cười lãnh khốc. Hắn đối với tiểu mang đã làm ra những hành vi khiến người ta giận sôi. Ta nghĩ, đương nhiên là càng chết thảm thiết càng phù hợp với hắn nguyên dục khiếp sợ nhìn ôm tiểu lâu lý vị ương lắc đầu nói nguyên dục ngươi sợ là không biết vị công tử này tối hôm đó chính là hắn đã kéo ngươi lên bờ nguyên dục nét mặt đầy hoảng sợ nói như vậy đôi bàn tay lạnh giá kia chính là nam tử này nguyên dục lúc ngươi sai khiến mấy tên súc sinh làm hại tiểu mang cũng không nghĩ tới bản thân có lúc lại lưu lạc tới mức mặt người chém giết phải không? Ông tiểu lâu nhích tới gần sông cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm nguyên dục, nguyên dục vô thức lùi về sau một bước. Sau đó, hắn quay mặt sang một hướng khác, hướng Vĩnh Ninh công chúa mà đưa tay ra, Vĩnh Ninh, tha cho ta. Vang xin nàng, tha cho ta đi. Ta ngàn vạn lần không dám nữa. Tay của hắn liều mạng vương ra, cơ hồ nghĩ rằng phải bắt được mắt cá chân của Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh ngày thường búi tóc bằng một chiếc trâm tinh xảo, có phần tán loạn, mái tóc đen của nàng phản phất bay trên khuôn mặt không chút huyết sắc, dường như là một đóa hoa điêu linh, nàng hít một hơi sâu, hạ quyết tâm lui lại đằng sau một bước. Nhưng lúc này, tay nguyên dục lại đột nhiên bị dẫm lên, hắn kêu lên một tiếng thất thanh, ôm tiểu lâu đã dùng toàn bộ khí lực, trong phòng giam yên ắng dường như nghe thấy cả âm thanh của tiếng xương khớp vỡ vụn nguyên dục đau đớn tận xương tủy cuối cùng đã nhớ ra tiểu mang là ai hắn nổi giận mắng nữ nhân kia bất quá chẳng qua chỉ là một con hát hạ tiện lý vị ương ngươi thật sự muốn giết ta vì ả ta sao một con hát thì tính là cái gì một kẻ tiện nhân tiện nhân trong miệng hắn tức giận mắng nhiếc không dứt trong địa lao đặc biệt rõ ràng ôm tiểu lâu giận đến mức toàn thân phát trung hầu như hận không thể một kiếm giết chết nguyên dục Đúng lúc này, Lý Vị Ương lại ngăn cản hắn. Ông Tiểu Lâu quay mạnh đầu, người muốn thả hắn sao? Lý Vị Ương thở một hơi dài thoáng như mây khói, người thiếu chút nữa trúng kế của hắn rồi. Lại còn không biết sao? Ông Tiểu Lâu sững sờ, sau đó nhìn về phía Nguyên Dục, đã thấy trên mặt hắn gần như tuyệt vọng. Nếu vừa rồi Lý Vị Ương không ngăn cản ông tiểu lâu, hiện tại hắn đã không cần gặp phải loại sợ hãi này. Ông Tiểu Lâu đột nhiên hiểu rõ, Nguyên Dục vừa rồi là có ý định chọc giận hắn, muốn nhận lấy một cái chết nhẹ nhàng. Hắn cắn răng, Tiểu Mang trước khi chết phải chịu đựng nhiều sự hành hạ như vậy, hắn lại muốn được chết một cách thống khoái sao? Trên đời này làm gì cho chuyện dễ dàng như vậy? Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, Nguyên Dục, lột da, nịch sát, túi phát, ngũ mã phanh thay, chém eo, phanh nâu, ngươi thích cái nào đây? hay là mỗi loại chúng ta đều thử một lần. Nguyên dục sợ hãi nhìn bọn họ chầm chầm, hét to, Vĩnh Ninh, nàng trơ mắt nhìn ta chết như vậy sao? Vĩnh Ninh công chúa quay mặt đi chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, cùng người vô ưu. Lý vị ương khẽ cười nói, thế nào, ông công tử suy nghĩ lâu như vậy, có nghĩ ra trò vui nào sao? Ông tiểu lâu nhìn về phía Lý vị ương đã thấy trong mắt nàng ba quan chớp động, dường như là một vì sao băng xẹt qua trong bầu trời đen tối, sáng chói quang ảnh. Hắn khẽ mỉm cười, nói, khi dựa vào ý của ngươi nên làm như thế nào đây? Mười ngày sau, xe ngựa quách phủ tiến vào một khu phố sầm uất. đây là một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa thoải mái, rèm cửa đều là loại lộ trong suốt mỏng manh, mà không hề để người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Xe ngựa đang đi ngang qua một đoạn đường qua chợ, bên ngoài mọi người nhìn thấy xe ngựa có tộc huy của quách gia. Liền cung kính tránh qua một bên. Quách trừng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, trông thấy Lý Vị Ương nhất rèm lên, không khỏi hơi cúi người, cười nói, lập tức đến thư phòng đây. Chẳng qua là phải đi mua hai quyển sách, thuận tiện giải sầu, quách phu nhân đều phải phái con trai cùng hộ vệ tự mình hộ tống, nếu không phải là hắn ngăn cản, bà còn muốn đích thân đi cùng, sợ Lý Vị Ương xảy ra chuyện sơ suất nhìn quách trừng khuôn mặt anh tuấn lý vị ương nhẹ nhàng lắc đầu quách phu nhân ái nữ chi tâm như vậy làm cho nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt mà vị tam ca này đây tự hồ từ ngày yến hội bắt đầu đối với nàng hết sức hiếu kỳ luôn liên tục tìm cớ quan sát nàng hiển nhiên đối với nàng rất không tín nhiệm nhưng vào lúc này trong đám người nổi lên xôn xao quách trừng ghìm chặt ngựa hỏi hộ vệ bên cạnh phía trước xảy ra chuyện gì hộ vệ thúc ngựa tiến lên, chỉ chốc lát sau liền trở lại bẩm báo, tam thiếu gia, đầu đường phía trước đang có người biểu diễn xiết. A, à, này chỉ có một đường đi, làm xiết hơn nữa cũng không thể khiến một đám đông lớn xôn xao như vậy. Đám người này đều hướng đó mà hâm hở chạy tới, quách trừng có điểm kinh ngạc. Sau đó, hắn hỏi, Gia Nhi, đằng trước đang loạn, muội có muốn đi đường vòng không? Lý vị ương nhất màn xe lên, trên mặt cơ hồ hứng thú, loạn. Dưới chân thiên tử có gì có thể loạn? Quách trừng mỉm cười, nói, là phía trước có người làm xiết, hấp dẫn có rất nhiều người đang xem. Lý vị ương nhìn thoáng qua, lộ ra một ý hàm xúc không rõ mỉm cười, nói, muội thật lâu đã không có đi ra đường, cũng không biết bên ngoài lại náo nhiệt như vậy. Lời nói trong lúc đó, phản phất cảm thấy rất hứng thú. Quách trừng suy nghĩ một chút, nói, Vậy để cho phu xe ngừng ở phía trước, xem một chút rồi mới đi. Lý vị ương khẽ mỉm cười, nói, như thế, đa tạ tam ca. Quách trừng nhướng mày nhìn nàng, tổng thể cảm thấy như có gì đó không hợp lý. Đám người trước mặt vòng ba tầng trong ba tầng ngoài, súng lại cực kỳ đông đúc. Một người khuôn mặt vô cùng xấu xí đang làm xiết, trên mặt hắn đầy những vết sẹo, mí mắt cao thấp mở không ra, không có lỗ tai, khuôn miệng vĩnh viễn không có phương pháp mở ra khe hẹp trên cổ hắn là một cái xích sắc thật dài hắn tập tỉnh di chuyển cặp chân cong đung đưa đỉnh đầu đứng trên một cái đẩu trên cao chừng ba thước làm đủ động tác quá dị bọn nhỏ nhìn thấy vậy đều thích thú kêu lên những người xem vây quanh cười lớn không ngừng cái này làm xiếc thú vị quá đi đúng vậy ngươi xem bộ dạng hắn xấu xí như vậy còn không có tay đâu miệng của hắn cũng thật đáng sợ sẽ không bao giờ có thể nói được. A, à, ngươi xem, hắn làm động tác thực kỳ quái, giống như là đang kêu cứu. cái gì kêu cứu? hắn vốn là một quái vật, bị người thuần thú bắt được trong rừng đem về đây, hình như chính là một giả nhân. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. đúng lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy ôm Tiểu Lâu, hắn đang đứng ở trong đám đông, nhìn người ở trên giá gỗ cao cao vặn vẹo kêu cứu, trên mặt cười như không cười đột nhiên ánh mắt hắn cùng lý vị ương gặp nhau vì thế hắn hướng nàng gật đầu một cái tựa như trí tạ cuối cùng chính là mỉm cười biến mất trong đám đông nghe nói là người thuần thú ở trong rừng bắt được một giả nhân trời sinh không thể nói không có tay cũng không thể viết vì thế người thuần thú kia liền buộc hắn làm các loại động tác trở thành một quái vật như thế triển lãm làm xiết mà sống quách trừng nhìn lý vị ương gò má bình tĩnh nhẹ giọng nói Lý Vị Ương thở dài, nói, thật đáng thương. Quách Trừng cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, rõ ràng là kêu cứu, nhưng không ai nghe hiểu. Dù là nghe hiểu, nhưng có ai lại để ý tới một người không giống người như vậy chứ? Lúc này, người thuần thú đưa tới một cái rổ trước mặt Lý Vị Ương. Nàng nhìn Triệu Nguyệt, khẽ gật đầu, Triệu Nguyệt bỏ lại một khối bạc thỏi, người thuần thú lập tức cười tươi rạng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Lý Vị Ương chỉ là bình tĩnh nhìn quái vật trên kệ kia một cái, từ từ nói, hắn không phải là quái vật, chỉ là một kẻ làm xiết. Nguyên dục kia đã từng nói, hạ cửu lưu nghệ nhân, bây giờ hắn sẽ bị người đời gọi là quái vật, nhất định sẽ phải vượt qua chế dễu như vậy của người đời, nhận hết ra tấn nửa đời sau. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Sau đó, nàng quay đầu nói, chúng ta đi thôi. Quách trường lại ngẩng đầu, nhìn quái vật trên cao kia ngao ngao kêu cứu, gợi lên khóe môi, Lý Vị Ương này thường ngày đối với cái gì cũng đều không cảm thấy hứng thú, vì sao bỗng nhiên dừng lại nơi đây. Chẳng nhẽ người làm xiết này có gì cổ quái. Nhưng mà, hắn thế nào cũng không nhìn ra vấn đề gì cả, kia chẳng qua chỉ là một người thuần thú mang theo một quái vật xấu xí từ rừng tới đây làm xiết, giống như là một con khỉ làm xiết, cảnh tượng như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy. Hắn không hề nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đuổi theo Lý Vị Ương. Mà giờ phút này cách đó không xa trên nhị tầng của một tử lầu có một nam tử còn trẻ tuổi khoanh tay đứng nhìn, như là vô tình nhìn trong đám đông, lại đột nhiên phát hiện thấy bóng dáng Lý Vị Ương vừa rời đi, ánh mắt khẽ ngưng động, vẻ khiếp sợ trong con ngươi của hắn chợt lóe qua, Lý Vị Ương, ngươi như thế lại đi tới Việt Tây. Tưởng Nam nắm chặt tay Viện Lan can trên mặt nháy mắt hiện ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 182, Lâm An Công Chúa Quách trừng lẳng lặng chờ bên ngoài, nhìn Triệu Nguyệt theo sau Lý Vị Ương từ trong thư phòng đi ra trên tay mang một chồng sách. Hắn cười nói, muội muốn cái gì bảo người đưa vào phủ là được rồi, cần gì khó khăn phí sức như thế. Lý Vị Ương chỉ cười một tiếng nhẹ nhàng, nói, tam ca, đôi khi đi ra ngoài một chút cũng là chuyện tốt. Quách trừng cười như không cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia ranh mảnh ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy muội vốn là muốn đi xem náo nhiệt từ ý nào đó nói lên quách trừng suy đoán quả không sai lý vị ương vừa rồi là cố ý đến coi trộm trò hay thôi nhưng giờ phút này nàng chỉ cười cười cũng không nhiều lời khi nàng chuẩn bị lên xe quách trừng đột nhiên nói muội có muốn đi xem trân bảo cắt một chút không hiện tại các tiểu thư trẻ tuổi đều thích đi chỗ đó Lý vị ương nhìn thoáng qua, quả nhiên đối diện có một trân bảo cát, mặt tiền thập phần xa hoa. Nàng nhìn quách trừng một cái, lắc đầu nói, mẫu thân đã cho muội rất nhiều châu báu, nhìn một ngày cũng muốn đeo lên tới một năm sau. Quách trừng có điểm giật mình nhìn Lý vị ương, hắn vốn cho rằng nữ nhân đều là những người lòng tham không đáy, sẽ không thể cự tuyệt lại đồ trang sức xa hoa, Lý vị ương sao lại cam lòng khước từ đây, mà xem ra có vẻ thành tâm cự tuyệt hắn định mở lời muốn nói chuyện, bỗng thấy vẻ mặt Lý Vị Ương có chút biến hóa vi diệu, hắn nhìn theo tầm mắt của nàng đang nhìn theo một chiếc xe ngựa thật hoa lệ. Trên thân xe có khắc những vân hoa mẫu đơn, cửa xe còn treo những móc treo kim linh, gió thổi qua chỉ nghe thấy lục lạc len ken phát ra những âm thanh nghe rất êm tai. Xe ngựa dừng lại trước cửa trân bảo cát, dưới bậc thang, lão bản cùng bọn tiểu nhị xếp thành một hàng, cung kính chờ. Cả tràng điện lặng ngắt như tờ, hai nữ tỳ xinh đẹp bước xuống xe, vên mặt hất hàm sai khiến chỉ huy những người khác chuẩn bị thật tốt. Sau đó, một nam tử trẻ tuổi bước xuống xe ngựa, vương tay nâng đỡ người trên xe bước xuống. Hai nô bọc y phục màu xanh phủ phục trên mặt đất, một đôi giày khảm nạm viên minh châu cực đại đặt trên lưng họ. Từ góc độ của quách trừng có thể thấy trên người nữ tử kia mặc một bộ váy màu tím ngọc theo vàng kim màu vàng kim kia tỏa ra một loại khí chất đoan trang mà màu tím lại lộ ra một tia quyến rũ không thể thành lời, khuôn mặt phản phất một nét tươi đẹp, làng váy chập chờn, tu cờ vi dạng, bước chân từng bước tựa như sinh ngàn bông hoa. Quách trừng thoáng giật mình, sau đó khẽ nói với Lý Vị Ương, đó là công chúa Lâm An, Lý Vị Ương không nhìn vị công chúa cao quý xinh đẹp kia, ánh mắt nàng lại rơi vào nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Nam tử kia giống như cũng có cảm giác, con mắt chuyển sang nhìn hai người kia một cái trong nháy mắt lý vị ương cùng nam tử kia vừa vạn mặt đối mặt dưới ánh mặt trời ánh mắt của hắn vẫn lộ vẻ hung ác nham hiểm dị thường sóng mắt lướt ngang trên mặt nàng sau đó hướng nàng gật đầu cười nhẹ một tiếng một khuôn mặt quen thuộc như vậy lý vị ương tin tưởng sẽ không nhận nhầm đó chính là tứ thiếu gia tưởng gia tưởng nam lâm an công chúa không biết nói gì đó tưởng nam nhẹ nhàng cười một tiếng Quay lại nói vào tai nàng mấy câu, bộ dạng mười phần thân mật. Công chúa liền xuống xe, đang lúc mọi người túng tụng vào trân bảo cát Tưởng nam vội vàng quay đầu lại, Lý Vị Ương đã leo lên xe ngựa rời đi. Hắn đứng trên bậc thang cao, vẫn còn nhìn theo hướng đó. Chẳng biết tại sao, chỉ là một bóng xiêm y màu lam mờ nhạt, rõ ràng cực kỳ xa, hắn vẫn có thể nhận ra nàng. Lúc này, Lý Vị Ương đã ngồi trên xe ngựa. Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói, tiểu thư, người kia là, là tứ thiếu gia tưởng gia Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nét cười hàm chứa một ý lạnh lùng không rõ ràng. Trong quá trình đối phó với Nguyên Dục, nàng vẫn luôn tìm kiếm hắn khắp nơi. Đáng tiếc đều không thu được kết quả gì. Vĩnh Ninh công chúa lại một mực thanh tu trong Am Ni Cô, ở Việt Tây cũng không hề gặp qua tưởng Nam, mà khi Lý Vị Ương nhắc tới người này với Nguyên Liệt, hắn cũng chỉ lộ ra vẻ mặt không hiểu hiển nhiên do hắn chỉ bận tâm tìm kiếm nàng nên bỏ qua rất nhiều tin tức cũng như không hề biết tưởng nam đang ở việt tây nàng cũng đã dò hỏi các quan viên ở việt tây nhưng vẫn không tìm được chút dấu vết gì đúng là không sao tìm được người như vậy đừng nói đến tưởng nam ngay cả một người tương tự cũng không có có đôi lần nàng mơ hồ hoài nghi hôm đó trong rạp hát mình đã nhìn lầm rồi người nàng thấy căn bản không phải là tưởng nam mà chỉ là một ảo ảnh tới hôm nay nàng mới đột nhiên hiểu được tưởng nam đúng là đang ở việt tây nhưng hắn không hề ở trong phủ quan viên tướng lãnh nào cả mà ẩn thân tại phủ công chúa đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên rèm vén lên là quách trừng bước lên xe ngựa hắn mỉm cười nói nếu ngụy không ngại thì cho ta ngồi cùng bỏ lại tuấn mã ngoài kia không ngồi mà muốn cùng ngồi trên xe ngựa đây là có lời muốn nói hay sao lý vị ương nghĩ tới thuận miệng nói xin mời cứ tự nhiên. Cửa xe rộng mở, Triệu Nguyệt vội vàng rót trà cho quách trừng, sau có yên lặng chờ đợi ở một bên, phản phất như một cái bóng. Quách trừng nhìn Triệu Nguyệt một cái, thầm nghĩ nha đầu kia võ công đích thực rất cao, nhưng không biết có lai lịch gì. Lý vị ương cầm lấy chén trà, cười như không cười nói, tam ca có lời muốn nói sao. Quách trừng gật đầu nhẹ, nói, vừa rồi muội biết người kia. Lý Vị Ương cũng không phủ nhận, đó là cháu nội thứ tư của tưởng quốc công đại lịch, đã từng vang danh khắp thiên hạ, thiếu niên tướng quân tưởng Nam. Tưởng Nam Quách trừng giật mình, nói, muội nói thật sao? Lý Vị Ương cười cười, nói muội có cần thiết phải khi dễ mà lừa gạt huynh sao? Hắn thật sự là tưởng Nam, muội không thể nhận nhầm. Lúc trước muội đi tới Việt Tây, hao tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm hắn, đáng tiếc đều không tìm được, không thể nghĩ tới hắn ẩn thân trong phủ công chúa quách trừng nhìn chằm chằm lý vị ương im lặng thật lâu hơi trà vân vũ bốc lên làm cho khuôn mặt hắn có một tia mơ hồ không rõ cuối cùng âm thanh của hắn tựa như trong mây mù lại rất rõ ràng truyền đến khó trách muội không tìm được hắn bởi muội tuyệt đối không thể tưởng tượng được thân phận bây giờ của tưởng nam lý vị ương nhướng đầu mi lời này là có ý gì quách trừng cười cười trong tươi cười lại tựa hồ có vẻ lúng túng Nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, Lâm An là đại công chúa của Việt Tây. Cùng với An quốc công chúa đều là do Bùi hậu sinh ra, 17 tuổi được gả cho trưởng tử Hàn quốc công Lý Kỳ. Bùi hậu đối với nữ nhi thường rất sủng ái, cho rằng kế thê của Lý Thiện xuất thân không đủ cao quý, Vũ Nhục dòng dõi hoàng gia không xứng làm mẹ chồng công chúa, liền cứng rắn buộc Lý Thiện rời bỏ thê tử, lúc này mới chịu cho công chúa Lâm An vào cửa về sau một nhà lý thiện vô tình cuốn vào trong phản loạn, dính líu đến phò mã Lý Kỳ, hoàng đế hạ lệnh đem lý thiện xử lý, Lý Kỳ xung quân lưu vong. Từ trước đến nay phò mã đô ý cẩm y ngọc thực, còn chưa đi tới đất lưu đầy gặp bệnh chết tha hương. Sau đó bùi hậu vì an ủi công chúa Lâm An mà luôn đặc biệt ưu đãi đối với nàng. Nghe đến đó, Lý Vị Ương đột nhiên cảm thấy vị Lâm An công chúa này cùng với Vĩnh Ninh công chúa vận mệnh có chút tương đồng nhưng tiếp tục lắng nghe mới cảm thấy hoàn toàn không hề giống nhau. Thủ tiết xong, Lâm An công chúa chiêu dụ hàng loạt người phụ tá, chừng 500 người thông thạo hoặc văn hoặc võ, điều này nói rõ việc nàng đối với chính trị hoàn toàn cảm thấy có hứng thú. Quách Trừng từ từ nói. Lý vị ương trầm tư một lát, Vĩnh Ninh công chúa lúc trước ở quá, đúng là có một thời gian dài đóng cửa từ chối tiếp khách, vị Lâm An công chúa này, rõ ràng đối với việc làm thê tử không có hứng thú, phu quân chết, nàng ngược lại càng thêm tự do. Nói như vậy, tưởng nam cũng là phụ tá của Lâm An công chúa sao? Quách trừng phản phất nhìn ra ý nghĩ của nàng, lắc đầu nói, không, hắn không hẳn là phụ tá của công chúa, hắn còn là tình nhân của nàng ta. Nói không dễ nghe, là nam sủng, Lý Vị Ương ngẩn đẩu kinh hải nhìn quách trừng. Tưởng nam, đi làm nam sủng của Lâm An công chúa chuyện này vô luận thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như thế nào không tin phải không quách trừng cười cười nói tiếp nếu như lời muội nói tưởng nam là con của tưởng quốc công hắn dùng thân phận thật của mình đi vào việc tây nhất định sẽ bị mọi người trong lòng nghi ngờ là gian tế cho nên hắn nhất định phải buông bỏ thân phận của mình một lần nữa kiếm cơ hội vượt lên trên mọi người đúng là việc tây đối với quan viên cùng tướng lãnh khống chế mười phần nghiêm khắc hắn che giấu thân phận, nếu tham chính rất dễ bị người khác phát hiện, việc này hết sức nguy hiểm. Vì vậy, hắn liền tạm lánh đứng sau lâm an công chúa mà ra tay, đây không phải là rất dễ dàng sao? Lý Vị Ương vẫn lắc đầu, nói, nếu là người bình thường, có quyết định như vậy hẳn nhiên không thấy kỳ quái. Nhưng mà là tưởng nam, một người tâm cao khí ngạo. Một người như hắn đi làm một nam sủng của nữ nhân, Lý Vị Ương vẫn cảm thấy nhất định không có khả năng. Quách Trừng uống xong một ly trà, thở dài một tiếng. Nói, cuộc sống của Lâm An công chúa cực kỳ xa xỉ, chuộng quyền lực, háo nam sắc, thực sự là một công chúa phong lưu, sau khi trượng phu nàng ta qua đời, không hề kiên nể công khai bao dưỡng nam sủng, cả ngày ăn chơi đàn điếm, đương nhiên, bất quá đây là ngoài mặt thể hiện ra. Trong mắt ta, cái gọi là ăn chơi đàn điếm, xa xỉ vô độ bất quá cũng là nàng ta tạo cho người ta ấn tượng. Nam sủng tranh quyền đoạt lợi để được nàng nhìn trúng là một lực lượng lớn, hơn nữa còn là lực lượng thân tín. Trợ thủ tầm thường cũng không thể chính thức lấy được tâm tư cũng như sự diều dắt của nàng. Chỉ có để nàng coi trọng, thuận lợi bò lên giường của nàng mới có thể cho đối phương sự ủng hộ đầy đủ. Đương nhiên, loại ủng hộ này cũng phải có hồi báo. Lý vị ương dĩ nhiên đối với sự phong lưu của Lâm An công chúa đã từng nghe qua, chỉ là những lời này từ trong miệng của Quách Trừng nói ra tự hồ có thêm tin tưởng nàng nhìn lá trà đang chìm chìm nổi nổi trong chén đột nhiên cười cười nói tưởng nam à tưởng nam ngươi đúng là điên rồi quách trừng nhướng khóe môi nhìn chằm chằm nàng nói muội vẫn không tin sao người mà muội biết có lẽ chỉ còn là tưởng nam trước đây chứ không phải là tưởng nam ngày hôm nay ở phủ lâm an công chúa nữa lý vị ương gật đầu không thể không thừa nhận chính mình đã nhìn lầm rồi hoặc có thể nói, nàng liên tục dùng ấn tượng trước đây để nghĩ về tưởng nam, một kẻ tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay tứ công tử tưởng gia, bất quá chỉ là kẻ không nhà, không trốn để về, thậm chí ngay cả thân phận thật sự cũng không thể lộ ra ngoài. Hắn vì báo thù, tự nhiên sẽ thay đổi chính mình, chỉ là lần này, hắn đã thay đổi hoàn toàn, hoàn toàn đến độ Lý Vị Ương không thể tin được. Lý Vị Ương ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn, con người đen nhánh trong mắt thoáng hiện lên một tia trào phúng, muội đang suy nghĩ, vị tưởng gia này xem lòng tự trọng cùng ngạo khí là sinh mạng, làm thế nào chịu được loại sỉ nhục này đây? Phủ Lâm An công chúa, tấm bình phong dùng gỗ cây hoa lê thật lớn phân biệt thành làng ẩn hiện đón bình minh đến, trên sạp mỹ nhân, Lâm An công chúa chọn từng cái nữ trang ưa thích, càng xem càng cảm thấy chưa đủ xinh đẹp, bất chợt ném xuống đất, từng hạt từng hạt châu báu lập tức lăn đầy đất một bên tỳ nữ ngoài cửa vội vàng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt lo sợ không yên, lộ vẻ bất an, công chúa tính tình không tốt, lúc không như ý sẽ nổi trận lôi đình, nếu lúc này có ai không có mắt đụng vào, không chết cũng là muốn bị lột lớp da. Tưởng Nam nhìn xuyên qua rèm, liếc nhìn cây trâm khảm ngọc lục bảo thạch trên đất. Hắn khẽ mỉm cười, vượt qua một đất đầy châu báu đi vào, như thế nào vậy, tâm tình công chúa không tốt sao? Lâm An công chúa vốn là một mặt đầy vẻ giận dữ, vừa muốn nổi giận, Dương mắt nhìn thấy là hắn, lập tức đổi giận thành vui vẻ. Ngươi mới đi nơi nào vậy? khắp nơi đều không tìm thấy ngươi. Con mắt tưởng nam tối sầm lại, nụ cười trên mặt lại sâu hơn. Ta nhìn thấy một cây quạt rất hợp với công chúa, cố ý quay ngược trở lại mua. Vừa nói hắn tự mình đem cây quạt đưa cho Lâm An công chúa, nàng lơ đỉnh tiếp nhận, mở ra nhìn lên cây quạt này mở ra một đàn bách điệp như sóng nước phập phồng, trên mặt quạt theo tranh cỏ hoa nghiêng mình khoe sắc, vật này cũng không phải khó kiếm, thế nhưng mặt kia lại có họa một mỹ nhân. Khéo cười tươi đẹp làm sao, tướng mạo cũng có bảy phần tương tự nàng. Hơn nữa cây quạt chế tác đặc biệt khéo léo đẹp đẽ, hoa mỹ tinh xảo, cộng thêm được dùng một loại hương liệu đặc biệt, cầm tay đã có thể nghe thấy mùi thơm, phất tay một cái, bốn phía tỏa hương tràn ngập trong lòng nàng tan hết tức giận, lập tức cười rộ lên, nói, ngươi thật là rất có lòng, trên thực tế bên người nàng loại quạt nào cũng có, kể cả những thứ bảo thạch trân quý, nàng cũng không hề thiếu, nhưng mặt quạt này họa mỹ nhân quá giống mình. Nói rõ tưởng nam cố ý đính chế, ý nghĩa tất nhiên là khác. Đám tỳ nữ một bên lặng lẽ dương mắt nhìn về phía tưởng nam, trong lòng rối rít thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất buồn bực từ trước đến nay công chúa luôn ngang ngược ương ngạnh, bất kể là đối với phò mã đô úy, hay đối với những sủng nam bên cạnh đều là thái độ kêu thì tới đuổi thì đi, kể từ lúc vị tưởng nam này đến đây, nàng chẳng những rất ái mộ hắn, thậm chí còn vì hắn mà xua đi những sủng nam khác bên cạnh, lúc tức giận chỉ cần tưởng nam công tử ở đây. Nàng lập tức sẽ đổi giận thành vui, đây chính là chuyện trước giờ chưa từng có. Lâm An công chúa nhìn thấy đám tỳ nữ len lén nhìn tưởng nam, lập tức mười phần không vui, khu tay nói, các người đều đi xuống hết đi chờ đám tỳ nữ lui xuống, nàng liền giữ chặt tưởng nam ngồi bên cạnh mình, làm nũng, ngươi biết tâm trạng của ta phiền muộn nên đến cạnh ta thật nhiều mới tốt, không cần phải suốt ngày chạy đi không thấy bóng dáng, để cho ta phải tìm ngươi khắp nơi, nàng trong lòng lúc nào cũng buồn bực, thường ngày đối đãi với nam nhân luôn không để trong lòng. Có thể nói kể từ khi tưởng nam vào phủ, từ lúc nhìn thấy hắn, nàng đã cảm thấy hắn với đám nam nhân kia hoàn toàn không giống nhau những người kia khuất khang khúng đúng a du nịnh hót lúc đầu nàng cũng thấy rất hài lòng nhưng về sau cảm thấy không còn thú vị nữa hơn nữa bọn họ hoàn toàn không giống nam nhân về sau nguyên dục giới thiệu tưởng nam cho nàng hắn anh tuấn lạnh lùng văn võ song toàn tác phong nhanh nhẹn căn bản không giống những người phụ tá bình thường từ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này lòng của nàng bắt đầu sao động. Một loại kích động khó tả làm cho nàng thấy hắn rất có khí khái nam nhi. Đúng vậy, tưởng nam so với bất kỳ nam nhân nào bên cạnh nàng đều không giống nhau. Trên người hắn luôn có một loại kiêu ngạo, một loại khí lực ẩn nấp, giơ tay nhất chân đều toát lên vẻ cao quý. Loại cao quý này làm cho hắn cùng với những nam nhân nịnh nọt kia khác hẳn nhau. Hắn ở lại bên cạnh nàng, lại chưa từng chủ động gần gũi nàng, nàng không biết hắn xuất hiện bên cạnh nàng với mục đích gì, nhưng hắn nhất định sẽ đến cầu xin nàng. Đến lúc đó, hắn và những nam nhân kia cũng giống nhau, đều triệt để thuộc về nàng. Đúng là nàng đợi một tháng, hai tháng, ba tháng. Hắn vẫn kiên định không có động tĩnh, đơn thuần chỉ là một phụ tá ra vào tại đình viện của nàng. Loại phụ tá như vậy, trong phủ của nàng có rất nhiều, chỉ có thể là người xuất sắc nhất mới làm cho nàng liếc mắt nhìn, cho nên bọn họ liều mạng nịnh bợ nàng, mong đợi có thể trở thành người được nàng yêu chiều, những cơ hội như vậy, hắn tới bây giờ chưa một lần thèm ngó tới. Mỗi khi nàng cùng những người kia mở tiệc vui vẻ, hắn cũng sẽ lặng lặng ngồi ở một bên, dùng ánh mắt trào phúng xem xét nàng, tâm trí phản phất hoàn toàn đã đi phiêu lãng ra ngoài. Trước mắt nàng luôn chập chờn ẩn hiện thân ảnh của hắn, khuôn mặt anh Tuấn, con người lãnh khốc, dần dần nàng cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa nàng phát hiện mình thật lòng thích nam nhân này, nàng trước giờ đối với phò mã cũng đối đãi qua loa, đối phó với nam sủng xem như chơi bời, hoàn toàn không còn hứng thú. Nàng bắt đầu mong mỏi mỗi lần hắn mở miệng. Thậm chí mỗi lần hắn ghé tới, cho dù là nói mấy câu, nàng cũng sẽ tiêu tốn suốt một canh giờ để chuẩn bị y phục. Rốt cuộc, Lâm An công chúa không kịp đợi, nhưng một đêm nọ cũng chịu hạ thấp phong thái xuống, chủ động khoác áo mỏng gõ cửa phòng hắn. Từ buổi tối hôm ấy, hắn thật sự trở thành người bên gối của nàng. Nhưng mỗi một lần đều không phải là nàng tuyên triệu hắn, mà là hắn cao hứng ngẫu nhiên đi tới phòng của nàng. Chính là bởi vì như thế, nàng càng cảm thấy hắn và mọi người không giống nhau. Vì vậy nàng bắt đầu khao khát từng ngọn gió xuân say mê buổi tối, đó là lúc nàng thấy mình thật lòng yêu nam nhân này. Nàng yêu một người ưu tú, một nam nhân chân chính. Chiếm được hắn làm bạn bên cạnh, nàng mới cảm thấy hưng phấn, nhưng nàng vẫn không đồng tình với tính tình người nam nhân trẻ tuổi này. hắn cao hứng sẽ mỉm cười với nàng, dễ cật với nàng, nhưng hắn mất hứng thường hay trở mặt vô tình, xoay người rời đi. nàng đã từng tức giận hắn, dùng những phương pháp đối phó với những người khác để đối phó với hắn. đáng tiếc, càng làm thử nàng mới càng phát hiện, làm như vậy rất buồn cười, hơn nữa đều là không dùng được. cho nên, nàng càng muốn đưa hắn lên cao hạ thấp tư thái mà nhìn lên hắn chuyện này nghe có vẻ rất cổ quái nhưng nàng lại cảm thấy rất thích thú hắn càng lãnh đạm nàng càng quyết tâm muốn lấy được tâm tư của hắn đại khái là tâm tính vặn vẹo không cần mọi người đi lý giải nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay tưởng nam mỉm cười nói tứ đệ không biết vì sao lại chết mẫu hậu gần đây trong lòng không thoải mái ta cũng không tiện tiến cung chỉ có thể ở trong phủ ngây ngốc nhìn thật sự không thú vị cho nên ta chuẩn bị một bữa yến hội trong nhà náo nhiệt một chút tưởng nam cười như không cười nói yến vương điện hạ vừa qua đời công chúa làm như vậy thỏa đáng sao lâm an công chúa cười rất đắc ý ai dám nói ta câu nào đúng là sẽ không ai nói gì nàng công chúa ngỗ nghịch này dù là hành động này trong thời điểm bây giờ thật là không đúng lúc tưởng nam nhìn vào mắt của lâm an công chúa chậm rãi nói ta muốn tham gia vào quân chính Lâm An công chúa lấy làm kinh hải, nói: "Tham gia quân chính." "Ngươi điên rồi sao? Chỗ đó có gì tốt lành, nếu có chỉ có tổn thương, ngươi làm vậy ta biết làm sao bây giờ?" Tưởng Nam bỗng chốc trầm xuống, lập tức đứng lên, không nói một lời liền đi ra ngoài. Lâm An công chúa đột nhiên mặt biến sắc, đứng dậy đuổi theo hắn ngăn cản nói: "Gấp cái gì? Ngươi dù sao vẫn nên nói một chút nguyên do, ta mới giúp ngươi mưu tính cho tốt." tưởng nam nhìn qua nàng chỉ thản nhiên nói ta muốn tham gia quân chính hắn lặp lại lời vừa mới nói một lần nữa nhưng không có nửa câu mang ý giải thích hiển nhiên là không hề có chủ ý muốn cho nàng biết nguyên nhân thật sự nhưng lần này lâm an công chúa cảm thấy đây là một ý nghĩ không hay ho tham dự quân chính nhất định phải ăn khổ rất vất vả nàng làm sao đành lòng huống chi một khi hắn vào quân doanh nhất định khó có thể gặp lại vạn nhất một đi không trở lại Nàng không biết xử lý làm sao với người mình yêu, nàng còn muốn cùng hắn trường tương tư thủ đây. Nhưng tính tình tưởng nam nàng biết, nếu lấy cứng đối cứng chỉ sợ lại càng khó khăn. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng nở nụ cười nói, nhìn ngươi kìa, ta bất quá chỉ nói ngươi một câu, ngươi liền tức giận như vậy, muốn tham gia vào quân ngũ, muốn đi cũng cần có mưu đồ từ từ mới là đúng đắn, khẩu khí của nàng, như thế nào cũng hàm xúc một chút ý tứ làm nũng tưởng nam lạnh lùng nhìn nàng một cái lâm an công chúa lập tức nói ngươi yên tâm đi ta sẽ đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được cần gì phải gấp gáp chuyện này vẫn nên là từ từ rồi nói nói xong lại yêu yêu đương đương nhìn qua hắn nhìn ngươi kìa gấp gáp như vậy ngồi xuống trước rồi nói sau nói đoạn nàng đứng dậy bưng một ly rượu ngon tự mình đưa cho hắn tưởng nam miễn cưỡng uống một ngụm liền đứng dậy ta còn có việc cáo lui lâm an công chúa lại níu giữ ống tay áo của hắn không thả hắn đi hắn lạnh lùng rút ống tay áo về ai ngờ lâm an bất chấp xấu hổ ông lấy hai cổ chân của hắn ngước mắt nhìn lên giọng nói mười phần ai oán ta đều là lưu luyến ngươi mà ngươi cũng không chịu ở lại giúp ta sao tưởng nam từ trên cao nhìn nàng trong mắt rất nhanh thoáng qua một tia tâm tình phức tạp không dễ phát giác nhưng cuối cùng hắn cũng cúi đầu xuống bế nàng lên sáng sớm hôm sau tưởng nam từ phòng ngủ của công chúa đi ra dựa vào cạnh tường chính nôn thang một hồi hắn đối với lâm an công chúa quả thực đã chán ghét tới cực điểm mặc kệ công chúa kia sinh ra được bao nhiêu phần xinh đẹp động lòng người cỡ nào hắn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này thậm chí là căm thù đến tận xương tủy hắn biết ngoài kia người ta nói hắn là bọn nam sủng này nam sủng kia từ trước tới giờ phụ thân luôn vỗ vai hắn nói rằng hổ phụ sinh hổ tử hắn và phụ thân là những người kiêu ngạo nhưng ngày hôm nay đây hắn còn sống mà lại biến thành người bị vạn kẻ chê cười nhưng câu chuyện cười này hắn nhất định phải khiến nó kéo dài hơn nữa đến lúc hắn báo thù rửa hận mới thôi lý vị ương là ngươi đem ta ép tới nước này ngươi đoán xem ta sẽ đối phó như thế nào với ngươi đây trong mắt tưởng nam thoáng lên một tia dữ tợn một tì nữ ân cần đến bên nói công tử, người không sao chứ. Tưởng Nam không nhìn nàng lấy một cái. Thẳng người cắn chặt răng, cúi đầu bước đi rất nhanh biến mất trong sân. Tỳ nữ giật mình nhìn theo bóng lưng của hắn, lại vào lúc đó, cửa lớn bỗng nhiên bị mở, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Lâm An công chúa, tỳ nữ lấy làm kinh hãi, Lâm An chỉ về phía nàng, khuôn mặt lãnh khốc mà nói, kéo ả tiện nhân này xuống, đánh chết, tỳ nữ thất sắc bị hộ vệ áp giải đi xuống miệng liên tục kinh hô tha mạng, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Lâm An công chúa mặt như sương lạnh, bên người nam nhân của nàng. Những thứ như tiểu nha đầu này mà cũng dám câu dẫn sao? Quản gia dè dặt nói, công chúa, kiến hội ba ngày sau. Lâm An công chúa nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhớ phải chuẩn bị hoàn hảo nói xong, nàng xoay người trở về phòng, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, Ta nghe nói Quách gia đã tìm được nữ nhi. Quản gia lập tức nói, đúng là đã tìm được rồi. Lần trước Quách gia cử hành yến hội, công chúa còn phái nô tài đưa lễ vật tới, Lâm An công chúa lộ vẻ tươi cười, như vậy thì mời vị Quách tiểu thư này cùng tham gia yến hội đi. Quản gia cung kính nói, nô tài tuân lệnh. Quách gia nhận được thiệp mời yến hội, Quách phu nhân khinh bỉ mà nói, Lâm An công chúa Nàng ta làm sao đột nhiên đến mời chúng ta, còn đích danh yêu cầu gia nhi cùng tới đấy. Huynh đệ Quách Trừng cùng Quách Đạo liếc mắt nhìn nhau. Quách Đạo nói trước, mẫu thân, nếu người lo lắng có việc gì đó xảy ra, vậy thì đừng để muội muội tham dự. Quách phu nhân ý không vui, nói, con gái ta cũng không có làm gì ám muội, vì cớ gì không thể đi. Quách Đạo cảm thấy mình đã nói sai lời. Vội vàng sửa chữa, con không phải là có ý này chỉ là muội muội mới tới đây đối với nơi này hầu như là không biết lâm an công chúa người này thật sự là không phải có ý tốt muội muội sợ là không có quan hệ tốt với nàng ta quách phu nhân suy nghĩ một chút hỏi lý vị ương đang đứng bên gia nhi con thấy làm sao lý vị ương trầm ngâm một lát mới nói mẫu thân tất nhiên là xuất phát từ tâm tình bảo vệ nữ nhi không để nữ nhi tham gia nhưng lần này tránh yến hội của công chúa không phải là không nể mặt nàng ta sao quan hệ giữa quách gia cùng bùi hậu luôn có chút khẩn trương. Lâm An công chúa lại chính là nữ nhi của bùi hoàng hậu. Nếu nữ nhi có nể mặt nàng ấy, chỉ sợ không thỏa đáng, quách phu nhân làm sao lại không biết điều này, chỉ là bà không muốn lý vị ương đi ứng phó với nàng công chúa ngang ngược ương ngạnh kia, tất cả chỉ là có chút do dự vậy thôi. Quách trừng trầm tư một lát, nói, mẫu thân người nếu thực không an tâm, ngày đó mọi người cùng nhau đi tới là được, lường trước Lâm An công chúa trước mặt mọi người cũng sẽ không làm chuyện gì thất lễ. Yến hội hôm đó xe ngựa của quách gia dừng lại trước phủ công chúa. Đám tôi tớ nhìn thấy tề quốc công phu nhân quả thật mang theo quách tiểu thư đến đây, vội vàng cười nói dẫn đường. Trên đường đi, Lý Vị Ương chỉ thấy mái công điệp vách tưởng, kim bích ngọc lưu ly, sáng chói cả mắt, so với sự trầm ổn của quách gia, càng lộ vẻ xa hoa vạn phần. Đi vào vườn hoa, chạm mặt là một dải đường chính đá xanh hai bên trang trí bằng ngọc lưu ly xinh đẹp trong hồ cá chép bơi qua bơi lại tại nơi khúc xạ của ánh mặt trời phát ra hào quang chói mắt tỳ nữ liền đưa bọn họ vào tiểu sảnh liếc nhìn thấy một hàng cửa sổ tất cả đều là hướng nam an bài như thế khiến cho trong đại sảnh ánh sáng vô cùng tốt tự chừng còn làm cho người ta cảm thấy chói mắt trong phòng chỉ thấy kim ngọc men nặng nề khảm nạm không khỏi thấy xa hoa lãng phí vị ương chạm mặt không ít nhân khách lần trước tại quách gia, liền gật đầu thăm hỏi bọn họ, quách phu nhân cũng cười cùng người quen đứng lên hàng huyên. Nhưng vào lúc này, một nam tử mặt cẩm y từ phía sau cửa sổ đi qua, đột nhiên dừng lại. Lý vị ương phát giác có một ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Vô thức quay đầu lại, chưa kịp chuẩn bị gì, hai mắt đã chạm nhau. Phía trước cửa sổ treo một chậu hoa lan, hương hoa cực kỳ thanh mát, tưởng nam đứng cạnh chậu hoa, trong mắt nhìn chăm chú vào Lý Vị Ương không nhúc nhích, mang theo một loại cảm xúc khác thường. Lúc này, trong sảnh mọi người đều đang nói chuyện với nhau, trong phòng muôn phần náo nhiệt, không có ai chú ý tới người bên ngoài cửa sổ. Chỉ có Lý Vị Ương, thấy được đôi mắt kia, phản phất mang theo ý hận vô hạn, dường như muốn đốt cháy nàng. Nàng khẽ mỉm cười. Nói với quách phu nhân đôi câu, từ trong sảnh đi ra, chính diện nhìn hắn, tướng quân, đã lâu không gặp lời nàng nói rõ ràng là muốn lấy kim đâm vào ngực hắn, nhất thời máu tươi đầm đìa. Nàng lại gọi hắn là tướng quân, thật sự là buồn cười, quá buồn cười, nàng đúng là đã phá hủy hết tất cả, hiện tại còn dám gọi như vậy, hắn chậm rãi mở miệng, bởi vì tâm can bốc cháy đau nhức, âm thanh đều có phần căng lên, quận chúa, còn chưa chúc mừng ngươi, đã thành thiên kim tiểu thư quách gia, lý vị ương trên mặt cười như không cười. Nói, đúng vậy, cảnh còn người mất, Thật không ngờ có thể đụng phải ngươi ở nơi này, thân phận của ta mặc dù đã thay đổi, nhưng vẫn là không bằng ngươi, không ngờ cũng bò lên nhanh như vậy." Thanh âm của nàng rất thấp, từng chữ lại như đao, tàn nhẫn như vậy, nàng chính là đang nhắc nhở hắn, hắn đã từng có được tất cả, hôm nay chỉ còn hai bàn tay trắng, không chỉ có như thế, hắn còn phải bán đứng chính mình bò lên trên, bỏ qua tất cả tôn nghiêm để trở thành nam sủng của công chúa, chỉ kém nói ra hai chữ đê tiện chẳng qua nàng sẽ không nói ra hai chữ này nụ cười của nàng vẫn ôn nhu hòa khí làm người ta mê hoặc nhưng nụ cười thanh đạm này cùng ánh mắt hiểu rõ hết thảy mọi thứ kia đủ để hủy diệt tự tôn của hắn cứ như vậy sỉ nhục hắn tưởng nam cơ hồ tưởng như không thể đứng vững mắt hắn từ từ bốc lên đau đớn cuốn họng càng càng chậm rãi mở miệng lý vị ương ngươi cũng biết tại sao ta lại phải vào phủ lâm an công chúa lý vị ương mỉm cười nhìn hắn a à, Chuyện này xin lắng tai nghe. Giờ khắc này, nội tâm tưởng nam phản phất như đang chịu đựng một sự đau đớn khủng khiếp, rất nhỏ vì run rẩy, từng chữ từng chữ mà nói, vì báo thù, nói trắng ra như vậy, không hề che giấu chút nào mục đích của mình. Lý vị ương thoáng giật mình, đột nhiên nở nụ cười, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì phải trả. Đây là đạo lý hiển nhiên. Chẳng qua là phải xem ngươi có bản lãnh này không. Vẫn là tự tin như vậy. Tưởng Nam nghe vậy, cười một tiếng, thanh âm lạnh lùng, sau đó hắn bước một bước về phía nàng. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng hắn chậm rãi tới gần nàng, cơ hồ che đậy tất cả ánh hào quang trước mặt nàng, phản phất như một khắc sau hắn sẽ rút trường kiếm đâm vào nội tâm nàng. Công tử, công chúa Sai Nô tỳ thỉnh ngài có việc cần nói tỳ nữ đứng cách hắn một thước, âm thanh mơ hồ truyền tới. Lý vị ương, ngươi chờ xem đi nhìn tưởng nam ta có bản lãnh này hay không? Trong con ngươi tưởng nam, đã trực vỡ toan ra những thứ ngôn ngữ thê lương mà không thể cất lời. Nhưng mà cuối cùng, hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Mạnh mẽ bước lùi trở ra. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 183, Hồng Môn Vũ Yến. Lý Vị Ương đưa mắt nhìn theo bóng dáng tưởng nam dần xa, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Tưởng nam người này, tuyệt nhiên không phải là một người lỗ mãn hắn thông minh cơ trí quyết đoán khuyết điểm duy nhất của hắn chính là vô cùng kiêu ngạo nhưng hôm nay hiển nhiên là hắn đã khắc chế được tâm tính ngạo mạng của mình tiến vào phủ công chúa có nghĩa là hắn đã buông bỏ được thân phận cùng tính kiêu ngạo trước đây lý vị ương có thể chống lại tưởng gia lợi thế lớn nhất của nàng là cô độc cứng rắn như một tảng đá tưởng gia lại như tinh mỹ ngọc khí hai tướng va chạm hư hại đương nhiên là ngọc khí, điểm này, người tưởng gia đều hiểu, cho nên bọn họ đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng đã phải nghĩ tới hậu quả, khó tránh khỏi việc tay chân lóng ngóng, không cách nào dốc hết toàn lực. Nhưng bây giờ thì sao, phản phất đã có điều khác biệt, tưởng nam bây giờ đã biến thành người bằng bất cứ giá nào đều không tiếc tính mạng, mà nàng còn có mẫn chi cần được chiếu cố, cho nên nàng cũng không sẵn sàng mang tính mạng mình đi báo thù. Ai da, vừa nãy đùa giỡn xem ra đã trình diễn một màn không tồi. Lý Vị Ương suy nghĩ một chút, ngược lại nhẹ nhàng cười cười. Đúng lúc đó Quách Trừng đi tới bên cạnh nàng, tươi cười đầy mặt, như thế nào, đã xác định qua sao? Lý Vị Ương trên mặt phản phất một lùng vui vẻ nói, đúng vậy, đích xác là tưởng nam không sai. Quách Trừng thở dài một tiếng, nói, đường đường là dòng giỏi tướng môn, gia thế lừng lẫy, lại luôn lạc tới mức phải làm nam sủng, quả thật đáng thương. Lý vị ương cười cười, không. Không đáng thương. Nếu chịu nhục như vậy có thể đạt được mục đích, hắn coi như là thành công. Quách trừng cúi đầu yên lặng một lát, nói đúng, có công chúa tương trợ, tưởng nam sẽ sớm thoát khỏi thân phận này, xem ra, muội cũng nên cẩn thận một chút. Lý vị ương vui vẻ phản phất như phát ra ánh sáng nơi mặt hồ, chợt lóe rồi biến mất, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, muội làm sao coi chừng được, cho nên phải sẵn sàng nên đón. Uống nước nhớ nguồn, cũng bởi có quách gia muội mới có thể tới nơi này. Cũng như thiện ý của phu nhân đối với muội vĩnh viễn cũng không bao giờ quên. Cho nên, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, muội cũng sẽ cố hết sức không liên lụy quách gia, tam ca không phải lo lắng. Quách trường nhìn qua nàng, trên mặt toát lên một tia kinh ngạc, ta không phải là có ý này, chẳng qua là quan tâm tới muội thôi mặc dù lý vị ương có thể không tin, nhưng những ngày qua ở gần bên nàng, trông thấy nàng đối đãi với mọi người luôn xa cách, lãnh đạm, nhưng đối với quách phu nhân rất hiếu thuận, với bọn họ cũng hết sức kính trọng. Chưa từng mưu đồ tính kế, hắn luôn có một loại cảm giác hốt hoảng, phản phất như Lý Vị Ương đúng là tiểu muội quách gia của hắn. Hắn như thế vô ý theo sát nàng, chẳng qua cũng là muốn những thứ tình cảm đó được duy trì lâu một chút. Bởi vì nếu thật sự Lý Vị Ương muốn đấu một trận với tưởng nam, tất phải dính líu tới Lâm An công chúa, hắn thật sự không biết sẽ mang tới những hậu quả gì, cho nên mới mở miệng cảnh báo. Lý Vị Ương chỉ cười nhạt một tiếng, nói, nếu như muội ngay cả bản lĩnh này cũng không có. Đã sớm trở thành một nắm đất dưới mồ. Nàng nhìn quách trừng một cái, ung dung nói, muội cũng không muốn vì vậy mà liên lụy quách gia, quách trừng bật cười, nói, quách gia cùng bùi hoàng hậu vốn dĩ là tử địch, không cần nói tới liên lụy chỉ là ta luôn hy vọng muội bình an, bởi mẫu thân ta không thể không có muội bên cạnh. Đến lúc cần thiết, ta sẽ luôn trợ giúp cho muội, Lý Vị Ưng suy nghĩ một lát, rốt cuộc lại lắc đầu nói, "Không, chuyện này muội vẫn nên tự mình giải quyết." Nàng chính là không muốn dựa vào nhân tình. Nhất là Quách gia. Đúng, nàng dựa vào Quách gia mới có thể tiến vào tầng lớp quyền quý, nhưng khi ở đó nàng đã nhận ra đối với quách phu nhân không thể lưu lại tình cảm của một ái nữ càng thân cận nàng lại cảm thấy bất lợi càng bị gò bó chân tay cho nên nàng nguyện là sẽ tự mình giải quyết việc này quách trừng kinh ngạc nhìn nàng nhất thời im lặng thất lâu sau hắn mới nói mặc kệ muội có tiếp nhận sự trợ giúp của ta hay không muội đã là quách gia bất luận thế nào thân phận này cũng không thể thay đổi điều này cũng có nghĩa là muội và mọi người ở quốc gia vinh nhục có nhau quan trọng hơn là có quốc gia che chở so với việc muội một mình ở bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều đạo lý này muội cũng nên suy nghĩ cho kỹ lý vị ương gật đầu cười muội không phải là đã tiếp nhận sự che chở của quốc gia rồi sao mặc dù nàng không muốn làm bộ làm tịch cũng sẽ cảm thấy yếu lòng trước đối phương nàng cũng đã bị quốc gia ảnh hưởng một chút gần đây thấy quốc gia một nhà ấm áp hiền hòa đã làm cho nàng thật sự không biết làm sao. Quách trừng nghe nàng nói xong sửng sốt, sau đó hắn nở nụ cười, nói, mặc kệ muội nói sao, ta đều sẽ chờ muội chủ động mở lời. Nói xong hắn mở trừng hai mắt, lại nói, muội nhìn xem, có người đang chờ muội. Lý vị ương quay đầu lại, đã thấy hút vương nguyên liệt nhanh chóng bước tới cạnh nàng, sắc mặt âm trầm nhìn quách trừng, quách trừng lập tức lùi về phía sau ba bước, cười nói, ta chỉ nói hai ba câu, sẽ đi ngay bây giờ. Sau đó hắn lùi về phía sau trên mặt còn mang theo nụ cười, cực nhanh biến mất ở cuối hành lang. Lý vị ương giật mình, nhìn Nguyên Liệt nói, đây là chuyện gì? Đôi mắt Nguyên Liệt sáng trong, thần thái phi dương, nghe được câu hỏi của Lý vị ương, hắn bình thản nói, không có gì, đại khái là hắn có chút việc phải đi xử lý. Lần trước Quách Đô nghe nói hắn luôn đi tới Quách Phủ tìm Lý Vị Ương, liền cho rằng hắn có lòng theo đuổi, chỉ sợ quách muội muội vừa trở lại đã muốn xuất giá, sẽ làm mẫu thân cảm thấy cô đơn, dứt khoát tìm tới hút vương phủ, cảnh cáo nguyên liệt hết lần này tới lần khác. Không cho phép hắn tới gần quách phủ nữa. Nhưng mà nguyên liệt là ai cơ chứ, làm sao có thể nghe lời khuyến cáo của hắn, căn bản là không để trong lòng một chút nào, tiếp tục làm theo ý mình. Ba huynh đệ quách gia chặn cửa, nguyên liệt liền trèo tường. Bọn họ ngăn chặn ở tường, Nguyên liệt tuyệt hơn, đào huyệt đạo tiến vào hậu viện quách gia, làm quách đông tức giận gần chết. Có một lần hắn trên đường ngăn cản nguyên liệt, tức giận đánh một trận. Mặc dù quách đông xuất môn danh sư, nhưng nguyên liệt cũng từng trải qua sự huấn luyện hà khắc. Cho nên quách đông căn bản không thể chiếm được ưu thế, ngược lại bị đánh lùi, một bên quách trừng chạy đến khuyên can, lại bị hai người họ quyền phong đã thương gương mặt tuấn tú, một bên mắt còn tím xanh, hắn sợ lòi, chừng hai ngày không thấy lộ diện ở quách gia. Từ đó về sau, Nguyên Liệt lại càng nhiệt tình chạy tới quách phủ. Bên ngoài khắp nơi đều đồn đại, nói hút vương Nguyên Liệt tại Yến hội đã nhất kiến chung tình với tiểu thư quách gia, nhất quyết theo đuổi, muốn nhanh chóng lấy nàng về làm vương phi. Hôm nay quách đôn vừa nhìn thấy Nguyên Liệt, mắt mũi đã thấy không bằng lòng, hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Quách trừng khuyên can xem như vô tội, nhưng lại vẫn ghi hận trong lòng, ngoài mặt cười nói hì hì quay đầu lại sai người ban ngày chẳng hút vương đào huyệt đạo không biết xấu hổ ở trong huyệt đạo hung khói cứng rắn ngăn chặn nguyên liệt đi gặp lý vị ương nguyên liệt thật sự cảm thấy huynh để quách gia lòng dạ hẹp hòi vì vậy chuyển đổi sách lược dùng mật thư để hẹn lý vị ương ra ngoài nhưng quách trừng cũng không phải đèn đã cạn dầu hắn liên tục lặng lẽ quan sát phát hiện một con rắn nhỏ đang truyền mật thư dùng một loại kim lan hoa hấp dẫn con rắn nhỏ thay đổi phương hướng, mật thư cũng được đưa đến trong tay hắn. Đương nhiên, khúc Phương nguyên liệt cũng không phải là người dễ treo, nếu không phải nể tình vị ương ở tại quách gia, hắn đã sớm ra tay độc ác, hạ lệnh cho ám vệ mưu sát huynh để quách gia mấy lần rồi. Đánh giết vài hiệp, hai bên từ từ nắm được một sự thỏa hiệp chung, chỉ cần nguyên liệt không thể hiện quá nhiệt tình với lý vị ương. Cũng biết an phận không yêu cầu gã nàng, huynh đệ quách gia liền ngầm đồng ý cho bọn họ tới lui. Nói cái gì mà ước pháp tam chương, những người này quả thực là được voi đòi tiên, cũng không nghĩ là mình và vị ương biết nhau đã bao năm, cứng rắn hoành sát một đòn. Trong lòng nguyên liệt vẫn âm thầm oán trách, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạng hơn, cơ hồ làm choáng váng con mắt của những tiểu thư cùng đám tỳ nữ xa xa trong hoa viên kia, hắn nhìn lý vị ương, cười hít mắt nói, vừa rồi các người nói, ta đều đã nghe thấy được hết. Nét vui vẻ từ từ hiện lên khóe môi Lý Vị Ương, giống như một đóa thanh liên đột nhiên hé mở, khoe sắc dưới ánh mặt trời muôn phần xinh đẹp, nghe thấy thì có sao. Con mắt nguyên liệt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt, ta có biện pháp giải quyết, nàng có chịu nghe không? Lý Vị Ương nhếch mày lên nhìn hắn, biện pháp gì vậy? Nụ cười của nguyên liệt tràn đầy ôn nhu, nàng gả cho ta, làm hút vương phi của ta, đến lúc đó, vừa không liên lụy quách gia vừa có thể tùy tâm làm chuyện của mình. Được hay không? Ánh mắt của hắn lóe lên ngàn ti chờ đợi. Dung mạo tuấn Mỹ phát sáng rạng rỡ, bất luận là kẻ nào, cũng không thể cam lòng cự tuyệt một vị nam tử tuấn tú như vậy, đặc biệt lý vị ương biết rõ, hắn đối với nàng một lòng một dạ. Hơn nữa, chủ ý này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng lại là một phương pháp tốt. Trở thành hút vương phi, giành được nhiều lực lượng, nhưng đồng thời, nàng với quách gia cũng không còn có quan hệ trực tiếp. Đúng vậy, nàng là vì cái gì mà do dự đây? Nàng đối với hắn cũng không hề vô tình, có thể nàng cũng không muốn lập tức lấy hắn. Trong thâm tâm, vẫn mơ hồ lưu lại những hình ảnh có người đã từng ôm nhu đối đãi với nàng, hứa hẹn cả đời này yêu thương nàng thật lòng. Nhưng sau này thì sao, ánh mắt nhìn nàng độc ác phẫn hận, từng câu từng chữ giận dữ mắng mỏ đau thấu tim gan, lại còn một đạo thánh chỉ ban cho nàng cái chết, có lẽ vĩnh viễn nàng đều không quên được những thứ đã qua đó, nàng cũng không phải là vô tâm vô tình, chỉ là đang sợ hãi, đang sợ lòng người biến hóa mà thôi. Húng chi, nàng giờ có thể toàn tâm toàn ý yêu nguyên liệt sao? Mặc dù nàng có yêu hắn. Cục diện bây giờ, cho phép nàng có thể nói yêu sao? Nguyên Dục dù đã chết, vẫn còn có tưởng nam. phía sau còn có màn độc thủ, Bùi hoàng hậu vị ương nàng đang suy nghĩ gì vậy một âm thanh bất chợt vang lên bên tai nàng lý vị ương đột nhiên bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần lại phát hiện hai bàn tay run rẩy của mình bị người đó xếp sao cầm trong lòng bàn tay dùng nhiệt độ nóng bỏng che lấy vị ương nàng có khỏe không rút tay về nàng nhẹ giọng mà nói ta không sao ở trước mặt mọi người lại làm ra cử chỉ thân mật như vậy nguyên liệt thật sự muốn chứng thực lời đồn sao nàng vô ý lùi sau một bước hiện tại còn chưa tới lúc nguyên liệt bực mình hắn là người thông minh chứng kiến hành động kia của lý vị ương trong lòng làm sao có thể không hiểu đây trong lòng hắn đột nhiên thoáng lên một tia đau đớn nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng phát ra sáng lạn ta chẳng qua chỉ là đùa một chút nàng tưởng thật sao lý vị ương thoáng giật mình sau đó liền hiểu ra hắn lại nghiêm túc nói trong lòng nàng chỉ có mẫn chi tới khi nào có thể quay lại nhìn ta một chút đây. Ta luôn luôn chờ đợi ở phía sau nàng. Lý vị ương bị những lời nửa giả nửa thật của hắn nhất thời làm tức cười, thật lâu, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, làm sao ngươi lại đi ghen tị cùng một đứa bé đây. Hắn quay mặt qua chỗ khác, che giấu trong con ngươi màu hổ phách một tia đau xót, nụ cười trên khóe môi phát ra càng mỏng, đâu chỉ là một hài tử, mà ngay cả người quách gia, ta cũng không muốn nàng thân cận với bọn họ. Lý Vị Ương kinh ngạc, không khỏi hỏi, vì sao? Hắn đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hiện lên tình cảm cực kỳ phức tạp, Vị Ương. Ngoại trừ ta, nàng còn có rất nhiều người quan tâm. Nhưng ta ngoài trừ nàng, chỉ có hai bàn tay trắng. Trong lòng Lý Vị Ương bỗng rung động mạnh, nàng nhìn hắn không chớp mắt. Hắn phản phất như muốn thu hồi lại lời ban nãy, hắn thật không muốn hù dọa nàng, mặc dù phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể bật cười lại. Hắn thậm chí chưa từng nói cho nàng biết, sau khi nàng rời đi, mỗi ngày hắn đã vượt qua như thế nào. Hắn thậm chí không có biện pháp nào, cả ngày chỉ biết ngây ngốc ngồi trong phòng, khắp nơi đều có bóng dáng của nàng. Hắn vẫn luôn thấy hoảng hốt, không chịu tin rằng nàng sẽ bỏ lại hắn mà rời đi, rõ ràng nàng đã từng hứa với hắn, giờ lại nuốt lời. Mỗi lần hắn đá cửa ra đều phản phất cảm thấy như nàng sẽ đứng đó mỉm cười với hắn gần như chỉ cần hắn vương tay có thể sờ thấy nàng, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. Hắn chịu trở lại việc Tây, chịu tiếp nhận thân phận hút vương, vẫn một mực tìm kiếm nàng khắp nơi mà không hề nổi điên, tất cả đều là vì hắn tin tưởng, nàng nhất định sẽ ở nơi nào đó chờ hắn. Chờ hắn tìm được nàng. Nàng nếu biết hắn chấp nhất như vậy, sẽ sợ mà đi, có đôi khi ngay cả chính hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cho nên hết thảy hắn cũng sẽ không cho nàng biết. Tốt rồi, nàng nên vào trong đi, quách phu nhân đang tìm nàng. Nguyên liệt mỉm cười nói, phản phất như vừa rồi hết thảy đều không xảy ra chuyện gì. Lý vị ương quay đầu lại nhìn qua, quả nhiên thấy trên mặt quách phu nhân lộ ra vẻ bất an, nàng dừng lại một lát, chỉ có thể vào trước trấn an bà, nguyên liệt nhìn Lý vị ương đi về phía quách phu nhân. Con người màu hổ phách bỗng trở nên thâm thúy hắn đã từng không có chỗ nào để đi, không có người nào để theo, bị khắp thiên hạ này ruồng bỏ mà thống khổ, bị người đời kinh khi sỉ nhục, những thứ đó không phải cực khổ bình thường, những thứ đó không thể tìm người giải bày tâm sự, liên tục cất kỹ dưới đáy lòng. Mặc kệ gian nan cỡ nào, hắn đều luôn nhớ rõ người đã cùng hắn vượt qua là Lý Vị Ương. Chỉ có ở trước mặt nàng, hắn mới có thể thoải mái nói chuyện, chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới có thể thể hiện ra con người chân thật nhất của mình mặc kệ nàng trốn tránh hắn như thế nào hắn với nàng đều không thể ngăn cách nhau loại liên kết này chính là những năm tháng sớm tối không rời xa nhau từng giọt từng giọt đã thẩm thấu tới tận xương tủy không thể nào quên nguyên liệt nhìn theo bóng của nàng khẽ mỉm cười vị ương cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ gật đầu mà trước khi ngày đó đến ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi dưới hành lang cách đó không xa lâm an công chúa thấy được màn này nàng nhẹ giọng hỏi tưởng nam bên cạnh vị quách tiểu thư này chính là an bình quận chúa sao tưởng nam gật đầu nhẹ hững hờ nói vâng lâm an công chúa nâng nhẹ lông mày thanh âm trở nên lạnh lùng nói như vậy muội muội ta chính là chết ở trên tay nàng rồi tưởng nam cười lạnh không chút do dự nói đúng vậy an quốc công chúa chính là bị nàng ta hại chết lý vị ương vĩnh viễn là lý vị ương đi mỗi một quân cờ đều như là nguy hiểm nhưng mỗi lần nguy hiểm đều có thể hóa giải trước đây hắn đã từng căm hận nàng rồi lại như tưởng hoa thưởng thức nàng thậm chí trong chuyện này có những lúc hắn không có biện pháp nào phủ nhận mình có chút động tâm ở hắn xem ra nàng chính là nữ nhân đủ xứng đôi với hắn nhưng khi danh dự của hắn cùng tưởng gia bị hủy hoại trên tay nàng trong hắn cũng chỉ còn lại cừu hận thấu xương thứ cừu hận này ngày đêm dày vò hắn, làm cho hắn đứng ngồi không yên, làm cho hắn mất ăn mất ngủ, mỗi ngày trôi qua chỉ muốn báo thù rửa hận. Lúc tưởng hoa mang tới tin an quốc công chúa chết, tưởng nam lập tức ý thức được cơ hội đã tới, cho nên hắn thông qua lâm an đem hết thảy tin tức tiết lộ cho bùi hoàng hậu, đương nhiên, lý gia phải trả một cái giá thật lớn. Vốn hắn cho rằng mọi thứ sẽ theo sự trả thù của bùi hậu mà kết thúc, nhưng một lần nữa hắn lại nhìn thấy nàng ở đại đô, hắn mới ý thức được rằng đối phương chưa hề chết. Không chỉ như thế, nàng còn trở thành thiên kim tiểu thư quách gia thất lạc nhiều năm, vốn là nguyên dục có thể phá hủy thân phận của nàng, thì ngược lại lại bị nàng lợi dụng. Hắc, cuối cùng Yến Vương lại bỏ mạng. Tưởng Nam luôn luôn nghi vấn cái chết của nguyên dục, ngày đó lại nhìn thấy Lý Vị Ương, trong nháy mắt liền đem tất cả các sự kiện hết thảy sâu chuỗi lại. Nàng đã tìm tới cửa, cho dù hắn buông tay, nàng sẽ không buông tha hắn, không chết không thôi cừu hận. Đáng tiếc, hắn cũng sẽ vĩnh viễn không phải là nam nhân bị lý vị ương xoay quanh. Nàng lại còn dám đến đại đô, thật là to gan. Lâm An công chúa hiện ra một tia vui vẻ lạnh như băng trên mặt. An quốc là muội muội của nàng, mặc dù từ nhỏ kiêu căng tùy hứng, lại luôn ưa thích tranh cường háo thắng, nhưng nàng dù sao vẫn là muội muội ruột thịt, nàng như vậy chết ở trên tay người khác, hơn nữa hung thủ lại còn dám xuất hiện dưới mí mắt mình lâm an công chúa trong lòng không khỏi xuất hiện một loại phẫn nộ đương nhiên lâm an công chúa không nghĩ tới những việc ác độc của bùi hoàng hậu mặc dù biết rõ nàng cũng cảm thấy người nhà lý gia đáng chết tất cả những người dám khiêu chiến với người nguyên gia hoàng thất quyền uy đều đáng chết đúng ha tại sao nàng ta lại gần với húc vương được như vậy ánh mắt lâm an công chúa dừng lại trên người nguyên liệt một hàng lông mi dài vô cùng tinh mỹ tưởng nam cười lạnh một tiếng từ lâu hắn đã nhận ra húc vương điện hạ tuấn mỹ chói mắt kia năm đó chính là tam thiếu gia lý gia bên cạnh lý vị ương hắn từ từ nói húc vương luôn chung tình với nàng ta để cho bọn họ cấu kết với nhau như vậy tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn công chúa muốn diệt trừ lý vị ương phải ra tay trước với vị húc vương này lâm an công chúa suy nghĩ một chút nói Hoàng Thúc trước đó chưa từng nói ông đã có một đứa con trai bên ngoài, bỗng dưng lúc ông bệnh nặng mới đột nhiên xuất hiện, vốn đã làm cho người ta cảm thấy hết sức kỳ quái, chuyện này mẫu hậu ta cũng liên tục lưu ý, Hoàng Thúc lại hết lần này tới lần khác một mực chắc chắn rằng người này là con của hắn, làm cho người khác không thể nào bắt tay vào động thủ. Nên nếu hắn chung tình với Lý Vị Ương, chúng ta không bằng nghĩ cách để cho bọn họ trở mặt thành thù là được, chỉ cần mượn sức hắn đến với chúng ta giải quyết lý vị ương không phải là việc khó tưởng nam nhìn lâm an công chúa một cái vẻ mặt cười như không cười công chúa có thể nắm chắc sao lâm an công chúa ngọt ngào cười cười nói đương nhiên chẳng qua là lần này do ta gặp dịp thì chơi chàng có thể bỏ qua được không tưởng nam cố nén chán ghét trong lòng khẽ mỉm cười nói chỉ cần hữu ích cho đại cục ta lại có cái gì không bỏ được chỉ là không biết người muốn làm như thế nào trên thực tế hắn căn bản không muốn trông thấy gương mặt này của lâm an công chúa nàng ta còn thích hết lần này tới lần khác khoe khoang phong tình cho rằng nam nhân trên đời này hết thảy đều có thể tùy ý nàng xoa tròn bóp méo trong lòng bàn tay lâm an công chúa khẽ mỉm cười vẻ mặt quyến rũ nam nhân sao luôn có những lúc cầm giữ không được nếu chính mắt lý vị ương nhìn thấy nhất định thẹn quá hóa giận như vậy đồng minh giữa bọn họ sẽ tự sụp đổ không phải là rất thú vị sao? Lâm An công chúa thích nhất là đi phá những chuyện tình cảm, chuyện này phản phất như một thú vui nhàm chán của nàng, nhìn thấy vị đại thần trong triều kia tình cảm phu thê đặc biệt tốt, nàng luôn muốn có cơ hội sẽ phá hư một phen, chọc cho người ta trở mặt thành thù, phu thê ly tán nàng mới thấy vui vẻ. Cái đó cùng với việc An Quốc công chúa vì không thể làm vợ người ta mà phẫn quốc hoàn toàn khác biệt, chẳng qua là một loại tiêu khiển của Lâm An công chúa cũng là một cách nàng chứng minh mị lực của chính mình thôi. Mà cho tới bây giờ, nàng cơ hồ là chưa từng thất bại, đương nhiên, tưởng nam là một ngoại lệ. Chẳng qua nàng không tin là sẽ có một ngoại lệ khác phát sinh. Nguyên liệt chẳng qua là một nam tử trẻ tuổi lớn lên trong dân gian, nàng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, liền có thể làm cho hắn mắc câu. Nụ cười vừa lòng trên khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa một tia đắc ý, nàng quay đầu hướng tỳ nữ nói, đi mời hút vương điện hạ. Trước khi yến hội bắt đầu, Nguyên Liệt lại bị Lâm An công chúa mời đến một bữa tiệc chiêu đãi khách quý trong phòng nhỏ. Hắn cho rằng tất cả tân khách đều ở chỗ này, nhưng lúc chứng kiến một thân một mình Lâm An công chúa ở đây, hắn nhíu mày, cảnh giác nói, công chúa, đây là ý gì? Sớm đã nghe nói người trở lại đại đô, nhưng vẫn chưa được gặp, hút vương nếu đã đến đây, sao không ngồi xuống uống một chén rượu? lâm an công chúa cười tươi đẹp làm sao khuôn mặt mang theo nét phong tình không thể nói hết bằng tướng mạo mà nói lâm an công chúa so với lý vị ương lại càng thành thục càng kiều mỹ nhưng vậy thì như thế nào đây ở trong mắt nguyên liệt chẳng qua chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi hắn khẽ mỉm cười thực có lễ phép nói công chúa ta còn có việc đi trước một bước lâm an công chúa cười nói ai nha vậy thì thật đáng tiếc ta còn muốn cùng ngài nói về thân thế của ngài một chút đây." Nguyên Liệt ngừng bước, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói: "A. À, thân thế của ta? Không biết công chúa đã biết cái gì?" Bùi Hoàng hậu mặc dù liên tục hoài nghi, cũng chưa từng xác nhận qua, chẳng lẽ Lâm An công chúa này biết cái gì rồi sao? Điểm này Nguyên Liệt cũng rất muốn biết. Lâm An công chúa dương cao nụ cười nói, "Ngài ngồi xuống rồi nói sao?" nguyên liệt khẽ mỉm cười chậm rãi ngồi xuống lâm an công chúa che lại một tia đắc ý trong con ngươi ngang nhiên xông qua nói ngài uống trước với ta một ly rượu này chúng ta từ từ nói chuyện nàng thích nhất là trói được nam nhân làm tù binh nhất là dựa vào mỹ mạo của chính mình làm cho nam nhân chủ động cúi xuống xưng thần hôm nay nàng nóng lòng muốn trước mặt tưởng nam chứng minh cho hắn thấy mị lực của mình nàng vừa nâng chén rượu tới vừa tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đối phương nhưng mà nàng lại phát hiện hắn không thèm đếm xỉa tới nàng thậm chí còn không hề đưa mắt nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của nàng điều này làm sao có thể nàng có một dung mạo kiều mị tựa như hoa hải đường lại đường đường là công chúa vì cái gì nam nhân này lại tỏ vẻ thờ ơ trước mặt mình như vậy hai hàng mi tuyệt đẹp của nguyên liệt từ từ nhìn xuống con ngươi màu hổ phách tựa chừng phát ra ánh sáng sống mũi cao đôi môi mỏng người nam nhân này không thể tưởng tượng được lại có dung mạo hoàng mỹ tới vậy mặc dù trong lòng nghĩ về tưởng nam lâm an vẫn là không thể cầm lòng trước vẻ tuấn mỹ của nguyên liệt hơn nữa nàng dường như cảm thấy cái vẻ tuấn mỹ này thoạt nhìn giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi nam nhân như vậy muốn mỹ nhân như thế nào sao lại không chiếm được hà cớ gì nhất kiến chung tình với lý vị ương thoạt nhìn trong rất tầm thường kia sau đó nàng lại đem mình so sánh một chút với lý vị ương kia đều quả quyết rằng mình chắc chắn hơn xa đối phương. Nghĩ tới đây, nàng thu lại một chút thất thần. Thay đổi tâm trạng mà mỉm cười, nói, hút vương, vì cớ gì ngài cứ cự tuyệt ta như xa tới ngàn dặm vậy. Nguyên liệt nhìn nàng một cái, trong con ngươi mang theo một loại trào phúng. Chỉ một vài giây ngắn ngủi tiếp xúc với ánh mắt hắn, khuôn mặt lâm an công chúa bỗng nhiên ửng đỏ, nhiễm lên một tầng xuân sắc, dường như lại tăng thêm phần xinh đẹp ta thật tâm muốn trở thành bằng hữu với ngài có sự trợ giúp của ta người đàn bà lợi hại của hoàng thúc ta cũng không có biện pháp nào có thể mang tới phiền phức cho ngài được nữa không phải sao húc vương phủ vốn tranh đấu rất kịch liệt húc vương phi sau lưng còn có hồ thuận phi ủng hộ nguyên liệt là người lợi hại như thế nào cũng không thể nào hành xử hà khắc với kế mẫu của mình nếu không hắn sẽ bị người đời lên án nhưng nếu bùi hoàng hậu ra mặt tạo áp lực hồ gia nhất định sẽ phải nhường bước lâm an công chúa xem ra đây là một vụ mua bán vô cùng tốt đương nhiên điều kiện đầu tiên là nguyên liệt phải kiên quyết đứng về phía bọn họ ngược lại sẽ phải đối phó với lý vị ương thậm chí là cả quách gia đứng sau lưng nàng thế lực của bùi gia có thể trợ giúp hắn tiến lên tới mức nào hắn đương nhiên phải biết lựa chọn như thế nào cho tốt lâm an công chúa lơ đãng chơi đùa vài sợi tóc bên vai nàng thản nhiên cười nhẹ lộ ra một nụ cười thật hoàn mỹ vẻ mặt nguyên liệt lại thập phần lãnh đạm nói vậy sao công chúa chắc hẳn không biết mẫu thân của ta đã sớm trở về hồ phủ dưỡng bệnh rồi cái lão thái bà kia sớm đã bị hắn nắm trong tay không dám nhảy loạn nếu không phải hút vương trước lúc mất đã có lời trước hắn đã sớm đóng gói bà ta quăng đi Việc gì phải dung tha cho bà ta tới hôm nay đây?" Lâm An công chúa lắp bắp không nên lời, trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Nhưng rất nhanh nàng đã trấn định lại, cười nói, cứ cho là như thế đi, nhưng những lão gia thần của Húc Vương đều là không thừa nhận thân phận của ngài. Những gia thần trung thành này từ nhỏ đã bồi dưỡng thái tử, mặc kệ nguyên liệt ưu tú như thế nào, những người kia cũng sẽ không dễ dàng gì thừa nhận thân phận của hắn nhưng đối với hắn đây chẳng qua là vấn đề thời gian hắn có rất nhiều thủ đoạn sẽ làm cho những người kia phải thần phục hiện tại hắn chỉ muốn biết lâm an công chúa hẹn hắn tới nơi này cuối cùng là muốn làm gì không nhẽ tổng thể chỉ vì để nói những lời nhảm nhí này lâm an công chúa nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn liền không tiếp tục nói vấn đề này nữa ngược lại tìm mọi cách khiêu khích dẫn dụ nhưng nguyên liệt xem ra không phải là giả vờ không hiểu mà chính là mượn cớ tránh ra lâm an công chúa nhìn thấy mà trong lòng trào dân tức giận chẳng lẽ mị lực của mình cùng quyền thế cũng không có biện pháp đã động đối phương sao làm sao có thể hay là lý vị ương kia quá xuất chúng ánh mắt nàng hướng tới tấm bình phong sau lưng tưởng nam cho rằng nàng không phát hiện ra sao mỗi lần hắn nhắc tới nữ nhân đó trong con ngươi đều hiện lên một loại tâm tình vô cùng phức tạp mà xem ra không phải hoàn toàn là hận ý lâm an công chúa càng cảm thấy phẫn nộ phàm là những thứ không dễ dàng có được nàng lại càng muốn có nó sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó nàng lại nghĩ ra kế sách nói hoàng thúc từng có một bức họa đưa cho ta đáng tiếc ta đối với những điều này không có hứng thú hiện tại cũng nên là vật quy nguyên chủ nguyên liệt nhướng mày như là muốn xem nàng còn muốn diễn trò gì lâm an công chúa cắn răng từ bên cạnh lấy ra một bức họa từ từ mở ra một bức xuân cung đồ. Có thể thấy hết thảy những việc vừa rồi của nàng chỉ nhằm quyến rũ mình, khúc vương làm sao có thể tặng nàng một bức tranh như vậy đây. Nguyên liệt cười lạnh một tiếng, tay của lâm an công chúa bỗng rơi trên vai hắn, thân mình cũng như muốn nhào lên. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn, nhưng mà trên khuôn mặt nguyên liệt lại không hề như những nam nhân tầm thường kia khi nhìn tới bức họa này sẽ xuất hiện một loại tâm tình mê dẫn không thể tự chủ hắn chậm rãi nhìn bức họa, bộ dạng thập phần ung dung tự nhiên, trên khuôn mặt không hề hiện ra một tia tà niệm. Lâm An công chúa nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một đôi giày theo hoa tinh xảo bước vào trong đại sảnh, trong lòng nàng thầm đắc ý, thân thể như muốn nằm trên đùi của Nguyên Liệt, chờ người kia tiến tới hẳn là sẽ nhìn thấy hai người họ thân mật như thế nào. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng ghế dựa vang lên một tiếng, nàng còn chưa kịp phản ứng gì cả người liền ngã ra sau. Tứ chi chổng vó lên. Lý vị ương vừa vặn vén rèm lên, chợt nghe tiếng lâm an công chúa kêu thảm thiết một cái, lập tức liền sửng sốt, sau đó cười khẽ ra tiếng, nói, công chúa điện hạ, người đây là làm sao? Nguyên liệt buông tay, nói, nàng nhìn xem, ta vô tội. Lý vị ương đánh giá một chút, lâm an công chúa sắc mặt xanh mét, gật đầu nói, Ta biết rồi tư thế rơi trên mặt đất như thế này, cái mông như muốn nở hoa, thật đúng là không hề lưu tình. Xem ra Nguyên Liệt sớm đã biết được ý đồ của Lâm An công chúa. Cố ý làm cho nàng ta phải khó xử. Người này, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Lâm An công chúa lập tức từ trên mặt đất đứng lên, giận tím mặt nói, "Nguyên Liệt, ngươi thật sự to gan." Nguyên Liệt đem bức xuân cung đồ bỏ xuống ngay mặt nàng, khẽ mỉm cười, nói: đúng vậy công chúa điện hạ thật sự lá gan của ta rất lớn chỉ mong lần sau người muốn quyến rũ nam nhân nhất định nên lựa chọn một đối tượng khác thật tốt một chút lý vị ương khẽ mỉm cười xoay người rời đi nguyên liệt cũng không thèm nhìn lâm an công chúa lấy một cái vội vàng đuổi theo nàng lâm an công chúa nổi giận đùng đùng lật đổ cả bàn rượu và thức ăn xuống đất sau tấm bình phong thấp thoáng có bóng người tưởng nam đứng đó nhưng chỉ lặng lẽ quan sát tình thế Hắn nhìn vẻ mặt giận dữ của Lâm An công chúa, trong lòng tràn ngập châm biếm, nhưng trên mặt lại lạnh như băng mà nói: "Công chúa, ta đã sớm nói qua với người phương thức này là không thể thực hiện được." Lâm An công chúa trên mặt hiện lên một tia âm độc, nói: "Cho hắn thể diện mà còn lên mặt, cũng đừng trách ta vô tình." Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.